À, kính thưa quý vị và các bạn, tuần vừa rồi chúng ta nói đến cái toa châm là loạn thần kinh chức năng trong trường hợp suy yếu. Thế thì cái toa này chúng ta đã giải quyết xong. Thì tuần này nó cũng liên quan đến loạn thần kinh chức năng, nhưng mà nói về vấn đề chân và hông yếu mỏi và tê cánh tay. Thì chúng ta có những các huyệt như sau: cự liêu, huyết hải, lương khấu, tức là lương khâu thác, độc tỵ, trung tâm lý, dạy khê, thận du. Kế đến là chúng ta có trí thấp, đại trường du, ủy trung, tam âm giao, thái khê, côn lôn và dũng tuyệt. Thì đây là những các huyệt đạo mà nó liên quan đến chân và hông yếu mỏi và tê cánh tay. Thế thì kỳ này chúng ta sẽ bàn sâu vào các huyệt đạo này nha quý vị. Bây giờ mời quý vị theo dõi ở phần chúng ta thảo luận. Xin cảm ơn quý vị. À, kính thưa quý vị và các bạn, bây giờ chúng ta đi tiếp cái phần bài học của chúng ta. Và trong cái phần bài học này thì khởi đầu thì chúng ta cũng phân tích một vài cái toa châm. Và cái toa châm kỳ này là nó liên quan đến phần cái hệ thần kinh. Và bây giờ trước khi đi vào cái vấn đề phân tích toa châm thì tôi cũng xin giới thiệu trước đối với quý vị là chúng ta đã, tôi đã trình bày giới thiệu với quý vị hai website mà các nhóm lục khí đã thành lập. Trong đó là bác sĩ Hải là ở Hà Nội là chính. Thì vị bác sĩ trẻ này thì thành lập được hai cái website, tức là www.lucquiacupuncture.org rồi học-liệu.com. Thì đây là hai website này thì mời quý vị vào tham khảo và học hỏi thêm. Nếu có gì đóng góp thì quý vị cứ trực tiếp đóng góp cho bác sĩ Hải nha quý vị. Còn một cái website khác mà mới đây tuần rồi thì có vị lương y Bùi Đức Thắng có email cho tôi và muốn là đưa cái phần mà bài học của châm cứu chúng ta vào trong cái website này của vị lương y Thắng. Thì cái website này thì lương y Thắng cũng ở Hà Nội luôn, đã thành lập cũng khá lâu rồi. Thì quý vị có vào trong cái trang web mà www chữa bệnh dưỡng sinh .việt nam hoặc là thêm .com vân vân thì cũng vào được cái website này. Thì trong website này thì cũng tôi thấy có một vài các toa châm mà cũng của ngũ hành riêng phần châm cứu, còn ngoài ra thì có một số các nét khác như là thiền, như là yoga, như là về mật tông vân vân. Thì cũng quý vị vào quý vị cùng tham khảo như quý vị. Thì bữa nay chúng ta bàn về vấn đề chân và hông yếu mỏi và tay cánh tay. Bây giờ mời quý vị theo dõi phần các huyệt đạo mà tôi phân ra làm hai nhóm. Cái nhóm thứ nhất tức là nói về huyệt cục bộ, tức là gồm có các huyệt cự liêu, huyết hải, thận du, trí thất, đại trường du, độc tỵ, tam âm giao. Và các nhóm huyệt ngũ du thì có lương khâu, ủy trung, túc tâm lý, thái khê, dạy khê, côn lôn và dũng tuyệt. Thế thì bây giờ nhìn chung thì chúng ta nhận thấy như thế nào? Nhận thấy rằng nếu như mà về các huyệt cục bộ thì chúng ta thấy là thận du, trí thất và đại trường du chính là các huyệt mà nó liên quan đến vùng lưng. Còn các huyệt như là huyết hải, cự liêu, độc tỵ, tam âm giao thì các huyệt này thuộc dưới chân. Nhưng mà riêng cái phần nhóm huyệt ngũ du thì quý vị thấy lương khâu, ủy trung, túc tâm lý, thái khê, dạy khê, côn lôn và dũng tuyệt. Thì chúng ta lần lượt chúng ta sẽ phân tích đưa những các huyệt này vô trong cái bộ mặt thì chúng ta đi sâu hơn. Thì nhìn chung quý vị thấy nó có một cái điều gì nó có vẻ thiếu ở đây là trong cái tựa đề của cái toa châm có nói về tê mỏi cánh tay, thế mà không có một cái huyệt nào liên quan đến cánh tay hết, hoàn toàn là ở chân không à. Thế thì chúng ta cũng sẽ phải bổ túc nha. Nhìn thì chúng ta thấy thiếu rồi ta, thì nhiệm vụ của chúng ta sẽ bổ túc để làm sao cho có các cái huyệt mà nó liên quan đến tay để chữa cánh tay tê mỏi nha quý vị. Rồi bây giờ mời quý vị theo dõi lên trên cái phần cái bộ huyệt của chúng ta. Bây giờ lần lượt chúng ta sẽ đưa huyệt ngũ du vào. Thì huyệt đầu tiên tức là huyệt lương khâu. Huyệt lương khâu là huyệt gì quý vị?
khích của vị. Khích của vị nha, tức là lương khô. Kế đến là chúng ta có huyệt ủy trung. Huyệt ủy trung là huyệt hợp của kinh bằng quang. Tiếp theo chúng ta có huyệt túc tâm lý. Huyệt túc tâm lý là huyệt hợp của kinh vị. Tiếp theo chúng ta có huyệt thái khê. Huyệt thái khê là du huyệt ở trên kinh kinh thận. Tiếp theo chúng ta có huyệt giải khê. Huyệt giải khê là huyệt kinh ở trên kinh kinh vị. Tiếp theo chúng ta có huyệt côn lôn. Huyệt côn lôn là huyệt kinh ở trên kinh bàng quang. Tiếp theo chúng ta có huyệt dũng tuyền. Huyệt dũng tuyền là huyệt tấn ở trên kinh thận. Hết. Rồi bây giờ quý vị thử nhìn cái huyệt mà người xưa đã lưu lại cho chúng ta để chữa các bệnh hệ thần kinh và liên quan đến chân và hông yếu mỏi và cánh tay tê. Nhìn chung chúng ta thấy đôi khi đưa vào bộ mạch lục khí thì chúng ta thấy thổ thử không có một huyệt nào hết. Kim mộc thì nó chỉ có kinh bằng quang, bộ mộc không có. Thủy hỏa thì chúng ta thấy nó tập trung vào huyệt ở túc. Rõ ràng là tất cả đều là túc hết trơn này, không có một cái huyệt nào liên quan đến ở tay. Thì nhiệm vụ của chúng ta là phải quân bình cái này. Khi mà bây giờ chúng ta quân bình thì chúng ta sẽ thấy cái gì thưa quý vị? Đầu tiên chúng ta lấy gì lạc khích làm căn bản để chúng ta quân bình cái này. Bây giờ quý vị xem, nó có một huyệt khích là huyệt lương khưu ở trên kinh vị. Khi nói đến khích huyệt thì quý vị lưu ý đến cái gì? Lạc huyệt. Khi nói đến khích là lưu ý đến cái lạc huyệt. Ở đây trong trường hợp này không có huyệt lạc mà chỉ có huyệt khích. Mà trong lục khí thì khích huyệt là huyệt không có hành và được sử dụng rộng rãi, không có bị hạn chế. Cái đó là cái điểm quý vị lưu ý. Ở trong huyệt lạc là chúng ta phải cẩn thận, bởi vì khi đưa kỳ kinh bát mạch vào thì huyệt lạc nó không còn tác dụng nha. Nếu quý vị sử dụng huyệt lạc thì quý vị bỏ quên, bỏ đi cái phần kỳ kinh bát mạch, thuần túy là lạc huyệt không. Bây giờ chúng ta nói đến khích huyệt. Lương khưu là khích huyệt ở trên kinh vị. Ở đây nếu như mà bệnh nó không liên quan gì đến tay thì ở trên kinh đâu màu lạc chúng ta không cần thiết phải sử dụng huyệt khích để thông kinh. Nhưng đằng này chúng ta thấy nó có tê mỏi cánh tay thì ở trên kinh tâm màu lạc chúng ta phải nên có huyệt khích để cho nó thông kinh. Thứ nhất là thông kinh, thứ hai là nó đi chữa về vấn đề cánh tay tê mỏi. Như thế chúng ta sẽ sử dụng khích huyệt tương đương với huyệt lương khưu dẫn ra, tức là khích huyệt của kinh tâm màu lạc. Tức là huyệt gì quý vị? Khích môn. Rồi, huyệt khích môn là do huyệt khích lương khưu dẫn ra. Ở đây chúng ta đã quân bình cái phần hỏa để thông kinh. Bây giờ chúng ta phải thông hành. Thông hành ở đây là bộ hỏa thì chúng ta phải thông hành với thủy. Như thế thì ở trên kinh thận chúng ta bắt buộc là phải có khích huyệt, đúng không ạ? Khích huyệt ở trên kinh thận là huyệt thủy tuyền. Huyệt thủy tuyền
được dẫn ra do khất huyệt của bộ hỏa đưa tới. Và ở đây là túc, thì chúng ta cũng phải nên thêm khất huyệt ở trên kinh tiểu trường để ổn định cho cái phần tê mỏi cánh tay. Khất huyệt ở trên kinh tiểu trường là huyệt hướng não. Huyệt hướng não thông với huyệt thủy tuyền nha. Xong chưa? Quý vị thông chưa? Đến đây quý vị còn thấy huyệt khít hay là huyệt lạc nào khác không? Chắc chắn là không. Rồi, sau khi quân bình là khít, chúng ta quân bình cái gì thưa quý vị? Tĩnh kinh âm và hợp kinh dương. Trong này chúng ta có huyệt tĩnh kinh âm, tức là huyệt gì? Dũng tuyền. Chúng ta đã biết là dũng tuyền là huyệt tĩnh của kinh thận, thì nó phải quân bình với huyệt hợp của kinh dương, tức là kinh vị. Chúng ta có huyệt túc tâm lý sẵn. Như thế thì dũng tuyền và túc tâm lý đã được ổn định. Tuy nhiên, khi chúng ta sử dụng tĩnh huyệt hay là vinh huyệt hay là dư huyệt hay là nguyên huyệt hay là kinh huyệt hay là hợp huyệt của kinh âm, thì chúng ta phải xét cái hành của nó. Ở đây dũng tuyền hành gì? Hành thử. Như thế thì nó phải sẽ vào thử. Vào thử ở đây thì chúng ta có hai kinh, kinh động và kinh tâm. Chúng ta chọn kinh nào? Chúng ta nên chọn cả hai. Lý do, ở trong toa chính của người xưa để lại là có túc, thuần túy là túc. Thì như vậy chúng ta sẽ chọn huyệt ở trên kinh động, hành thủy. Đồng thời, vì đây là bệnh liên quan đến cánh tay tê mỏi, thì chúng ta nên thêm huyệt ở tại kinh tâm. Kinh tẩm trong thủy, thủy huyệt của kinh tẩm là dương, dương phụ. Thủy huyệt của kinh tâm là huyệt hợp, thiếu, thiếu hải. Thiếu hải và dương phủ cùng một hành, đó là hành thủy. Nó sẽ quân bình với huyệt dũng tuyền. Quý vị nắm chưa? Quý vị lưu ý chỗ này. Bây giờ chúng ta đặt câu hỏi. Khi sử dụng dũng tuyền, tức là quân bình với huyệt túc tâm lý, nó thông thủy hỏa. Và từ dũng tuyền nó dẫn ra hai cái huyệt hành thủy của đởm và tâm. Đởm là thuộc túc, tâm là thuộc thủ. Nó sẽ quân bình, trao đổi với huyệt dũng tuyền. Bây giờ câu hỏi đặt ra là ở tại kinh tiểu trường có cần châm huyệt thử hay không? Không cần thiết. Bởi vì sao? Bởi vì cái toa chính của họ là sử dụng huyệt để quân bình cái chứng mà về hệ thần kinh, đau chân, đau hông nha, và tê cánh tay. Như thế thì cái tê cánh tay nó chỉ là phụ mà thôi, nhưng cũng rất là quan trọng quý vị. Không cần thiết là phải sử dụng ở trên kinh tiểu trường. Chúng ta sử dụng hai huyệt hành thủy, mục đích của nó là quân bình với huyệt dũng tuyền. Không cần thiết là phải sử dụng thêm huyệt thủy ở trên kinh huyệt thử ở trên kinh tiểu trường. Không cần thiết nha. Nếu quý vị thêm càng tốt. Rồi bây giờ chúng ta xem còn huyệt hợp kinh dương nào nữa hay không? Còn, đó là huyệt thủy, thủy trung. Huyệt thủy trung là huyệt hợp ở trên kinh bàng quang. Chúng ta cần phải có huyệt tĩnh của kinh âm. Ở đây nó thuộc túc, cho nên chúng ta phải có huyệt ở trên kinh can. Huyệt tĩnh của kinh can là huyệt đại đôn. Huyệt đại đôn được xuất hiện là do huyệt ủy trung dẫn ra. Huyệt đại đôn và huyệt ủy trung, hai huyệt này nó thông kim mộc. Quý vị lưu ý chỗ này, tôi xin ôn lại bài. Thông huyệt là chúng ta có hai loại huyệt. Loại huyệt thứ nhất là tĩnh kinh âm và huyệt hợp kinh dương, tức là thông cái hành.
Thứ hai là huyệt du. Du huyệt là cũng là thông hành. Cái đó rất là quan trọng quý vị. Còn một loại huyệt thứ ba nữa, đó là lạc và khích. Nhớ nha, huyệt lạc và khích. Khi quý vị sử dụng khích của vị thì quý vị phải sử dụng khích của thủy, tức là hỏa đi với khích của thủy. Nói tóm lại chúng ta có ba thể, ba loại huyệt. Thứ nhất là tấn kinh âm, hợp kinh dương. Thứ hai là du huyệt. Và thứ ba là huyệt lạc khích, là để thông thủy hỏa, kim mộc và thổ thử. Rất là quan trọng, quý vị lưu ý cái đó. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp. Khi huyệt đại đôn xuất hiện thì chúng ta phải tính cái hành của huyệt đại đôn. Cũng giống như vừa rồi chúng ta tính cái hành của huyệt dũng tuyệt. Đại đôn hành gì quý vị? Hành hỏa. Hành hỏa. Như vậy nó sẽ đến hỏa huyệt. Nó sẽ đến hỏa bộ hỏa. Đại đôn được sử dụng hành hỏa như thế ở tại vị và tâm bào. Chúng ta phải sử dụng hai kinh này. Hành gì? Hành mộc. Hành mộc, nó sẽ dẫn đến mộc. Huyệt đại đôn hành hỏa, nó sẽ vào bộ hỏa. Ở bộ hỏa chúng ta có hai kinh, chúng ta nên sử dụng hai kinh này và sử dụng huyệt thành mộc. Mộc huyệt của kinh vị là huyệt giải khê, có rồi. Chúng ta chỉ việc thêm mộc huyệt của kinh tâm bào. Mộc huyệt của kinh tâm bào là huyệt khúc, khúc trạch, tức là huyệt hợp của kinh tâm bào. Huyệt khúc trạch và huyệt giải khê là hai huyệt hành mộc, nó thông với lại huyệt đại đôn. Ở đây chúng ta không cần phải sử dụng huyệt ở trên kinh tam tiêu nữa nha. Chúng ta đã sử dụng tấn kinh âm, hợp kinh dương. Còn hợp, còn tấn kinh âm nào khác không quý vị? Hết. Rồi bây giờ chúng ta có nhiệm vụ là sử dụng huyệt du. Du huyệt của, ở đây chúng ta có huyệt du nào khác? Quý vị xem thử coi có du huyệt không? Có du huyệt thái kê. Thái khê là du huyệt ở trên kinh thận. Bây giờ tôi hỏi quý vị, ở trên kinh tiểu trường có cần phải sử dụng huyệt du để thông kinh hay không? Không cần. Có. Bởi vì du huyệt rất là quan trọng. Quý vị, tôi ôn lại chỗ này quý vị. Khi quý vị sử dụng dũng tuyền, nó thông với tục tâm lý, thì dũng tuyền cái hành của nó là hành thử. Thì ở trên kinh thử, ở trên bộ thử chúng ta có kinh đỡ và kinh tâm, phải sử dụng luôn cả hai huyệt này đi, nó thông với huyệt dũng tuyền. Xong, ở trên kinh tiểu trường không cần thiết. Thế nhưng du huyệt, khi du huyệt thái khê nó xuất hiện mà ở trên cái kinh, trong thông kinh mà có huyệt hay là không có huyệt, chúng ta cũng nên có du huyệt. Cái du huyệt rất là quan trọng nha quý vị. Hơn nữa ở đây nó đã có huyệt rồi thì chúng ta nên sử dụng huyệt thái khê để thông với huyệt du của kinh tiểu trường. Du huyệt của kinh tiểu trường là huyệt thổ khê. Ok. Huyệt thổ khê được xuất hiện là do huyệt thái khê dẫn ra. Ở đây hai du huyệt đã thông kinh rồi thì chúng ta phải thông hành thủy thông với hỏa. Như thế vị và tâm bào là hai kinh phải có du huyệt. Du huyệt của kinh vị là hàng cốc. Du huyệt của kinh tâm bào là đại lăng. Xong, chúng ta coi còn có du huyệt nào khác hay không? Hết. Không à, chúng ta còn một huyệt chót, tức là huyệt côn lôn. Huyệt côn lôn chúng ta phải quân bình. Huyệt côn lôn là huyệt hành thổ. Ở trên kinh bàng quang, côn lôn hành thổ.
nó sẽ dẫn đến thổ. Ở đây cái thổ này chúng ta sử dụng, nó có hai thần kinh, đại trường và kinh tỳ. Chúng ta chọn kinh nào? Chúng ta nên chọn hai kinh. Bởi vì sao? Bởi vì ở vị và tâm bào đã có hai kinh rồi, đợi và tâm đã có hai kinh rồi, bộ thủy, tiểu trường và thạch có hai kinh rồi. Ở trên kinh can và trên kinh bàng quang chỉ có huyệt ở tại một kinh đó mà thôi, kinh phế và kinh tâm tiêu không có. Lý do tại sao kinh can có, quý vị đã biết, là do huyệt ủy trung dẫn ra huyệt đại đôn. Huyệt đại đôn hành gì đó thì chúng ta mới tính đến cái của nó, nó liên quan đến hỏa chẳng hạn. Bây giờ chúng ta nói đến huyệt côn lôn. Huyệt côn lôn là huyệt hành thổ, như vậy là nó sẽ vào bộ thổ. Mà ở tại bộ thổ là chúng ta đang có hai kinh, chúng ta nên sử dụng huyệt ở tại hai kinh này. Đại trường và tỳ, chúng ta phải sử dụng huyệt hành gì để nó liên quan đến kim? Hành kim. Kim huyệt của đại trường là huyệt thường dương. Kim huyệt của kinh tỳ là huyệt ấn bạch. Đó, chúng ta lại thấy nó xuất hiện tấn kinh âm. Tấn kinh âm nó sẽ thông với huyệt hợp của kinh dương. Tấn kinh âm là kinh tỳ thuộc túc thổ, nó sẽ dẫn thông đến thử. Như vậy chúng ta phải sử dụng ở trên kinh đợm, huyệt hợp kinh đợm, đó là huyệt dương lăng, dương lăng tuyền. Quý vị thấy không? Ẩn bạch được xuất hiện là do huyệt côn lôn dẫn ra. Khi ẩn bạch xuất hiện, chúng ta phải tính cái tấn kinh âm, huyệt hợp kinh dương, hai cái này thông với nhau, tức là thổ tử thông nhau. Đến đây là tôi nghĩ là cái phần điều chỉnh đủ rồi. Từ huyệt ngũ hành đưa dẫn ra cái bộ huyệt này của lục khí là hoàn tất. Quý vị có gì thắc mắc không? Không có. Bây giờ chúng ta mới bàn vấn đề cái nào làm chủ kinh. Trước hết nếu chúng ta thấy ở đây là hai bộ thủy hỏa có vô, tức là thái khê, anh hậu khê, anh Hàn Cốc và anh Đại Lăng. Chúng ta thấy thủy hỏa có dù. Như thế thì chúng ta tính theo cách hai nha. Giờ tính theo cách hai trước đi. Nếu tính thủy hỏa, nếu chúng ta chọn một bộ làm chủ kinh, chúng ta ôn lại bài và đi từ bước một để cho quý vị nắm lại cho rõ. Nếu chúng ta chọn bộ thủy làm chủ kinh thì bộ hỏa có dù, chúng ta thêm du huyệt hoặc là kim mộc hoặc là thổ thử, tức là phụ kinh có dù. Nhớ nha, nếu chúng ta chọn một bộ thủy làm chủ kinh thì chúng ta nên thêm hoặc là kim mộc có du, tức là du huyệt của bàng quang, du huyệt của kinh can, tức là cái kinh nào mà có huyệt chúng ta thêm vào. Hoặc là nếu không, chúng ta không chọn phụ kinh có du ở đây mà chúng ta chọn phụ kinh thổ thử thì chúng ta thêm du ở tâm, thêm du ở đợm, thêm du ở tỳ và thêm du ở đại trường. Nếu chúng ta chọn bộ hỏa làm chủ kinh có du theo cách hai thì đương nhiên cái này vẫn giữ rồi, bởi vì nó có du huyệt rồi. Thì chúng ta, hoặc là chúng ta chọn kim mộc phụ kinh có du, hoặc là thổ thử phụ kinh có du. Nếu chúng ta chọn hai bộ làm chủ kinh có du theo cách hai thì cũng tương tự, chúng ta sẽ lấy kim mộc phụ kinh có du hoặc là thổ thử phụ kinh có du. Quý vị thông cái này chưa? Thông rồi phải không? Bây giờ vẫn giữ cái toa này. Nếu quý vị chọn một bộ nha,
một bộ. Quý vị giả sử như quý vị chọn bộ thủy làm chủ kinh, không có du theo cách một, thì quý vị loại bỏ du huyệt của Hậu Khê và Thái Khê, bỏ du huyệt Hàm Cốc và Đại Lăng, thêm du huyệt của bốn năm này. Chúng ta chỉ đổi cái du huyệt mà thôi. Hoặc là nếu quý vị chọn bộ hỏa làm chủ kinh, không có du theo cách một, thì cũng loại bỏ Hàm Cốc, loại bỏ Đại Lăng, loại bỏ Hậu Khê, loại bỏ Thái Khê, thêm du huyệt của bốn thằng kia. Rồi, cũng theo cách một, cũng theo cách một, nếu quý vị chọn bộ thổ làm chủ kinh thì quý vị vẫn giữ du huyệt ở đây, các huyệt này vẫn giữ, hai cái này không có du nha, thì chúng ta thêm du huyệt của Kim Mộc nếu chọn bộ thổ làm chủ kinh theo cách một. Rõ chưa? Nếu chọn bộ thử làm chủ kinh theo cách một thì quý vị chỉ việc thêm du huyệt ở đây. Hai cái này đã có du rồi, vẫn giữ. Này không có du, này không có du. Nếu quý vị chọn bộ mộc làm chủ kinh theo cách một không có du, thì đương nhiên hai này không có du rồi. Chúng ta chỉ việc thêm du huyệt ở thổ thử mà thôi. Nha. Nếu quý vị chọn bộ kim làm chủ kinh không có du theo cách một thì quý vị vẫn giữ toa này, nhưng thêm du huyệt của thổ thử. Quý vị thấy rõ không? Thành ra du huyệt rất là quan trọng. Quan trọng lắm. Tôn tại bài thứ nhất, chúng ta quân bình là khích. Thứ hai, chúng ta quân bình tĩnh kinh âm hợp kinh dương. Chúng ta quân bình du huyệt. Rồi, bây giờ chúng ta đưa kỳ kinh bát mạch vào nha. Đưa kỳ kinh bát mạch vào. Ở đây chúng ta thấy hai bộ thủy hỏa có du. Nếu đưa kỳ kinh bát mạch vào và chúng ta giữ hai bộ thủy hỏa làm chủ kinh theo cách hai, và nếu như chúng ta chọn thủy hỏa làm chủ kinh theo cách hai và chúng ta thêm phụ kinh có du ở kim mộc thì sao? Kỳ kinh bát mạch được tính như thế nào? Quý vị thấy này, ở đây chúng ta thấy kim mộc phụ kinh có du thì ở trên kinh phế đó, chúng ta sẽ thêm du của kinh phế, tức là thái huyền, và du huyệt của kinh tam tiêu, tức là huyệt trung chữ. Chúng ta thêm kỳ kinh ở trên kinh phế là liệt khuyết, kỳ kinh ở trên kinh tam tiêu là ngoại quan. Chúng ta thêm, do có huyệt du đại lăng, chúng ta thêm nội quan. Ở kinh vị không có kỳ kinh, ở trên kinh thận có huyệt thái khê rồi, thì chúng ta chỉ việc thêm liệt khuyết, thêm chiếu hoại thân mình. Thêm hai huyệt chiếu hoại thân mật, nó liên quan đến bản quan và kinh thận. Rồi đồng thời chúng ta sẽ thấy song phong bản huyệt nội quan ngoại quan, rồi huyệt hậu khê là huyệt kỳ kinh. Xong, đó là trong trường hợp quý vị sử dụng hai bộ thủy hỏa làm chủ kinh, phụ kinh có du là kim mộc, thì chúng ta thêm du huyệt phụ kinh, thêm kỳ kinh bát mạch liệt khuyết, thêm kỳ kinh bát mạch ngoại quan, thế thôi. Nếu như quý vị chọn thủy hỏa làm chủ kinh mà thêm cái anh thổ thử làm phụ kinh có du thì đương nhiên chúng ta sẽ loại bỏ trung chữ và nội quan, loại bỏ luôn thái huyền và liệt khuyết, phải không ạ? Chúng ta sẽ thêm du huyệt, thì chúng ta sẽ có huyệt túc lâm khấp ở trên kinh tợn. Túc lâm khấp là phụ kinh có du ở trên kinh tỳ, thêm huyệt gì nữa, thái bạch du huyệt và công tôn ở trên kinh đại tường, thêm du huyệt tam giang.
để cho nó thông. Ở trên kinh tâm thêm vô huyệt thần môn. Quý vị nắm này chưa? Tôi nói lại. Hai bộ thủy hỏa làm chủ kinh có vô, và chúng ta lấy thổ thử phụ kinh có vô. Vì là phụ kinh có vô cho nên Túc Lâm Khấp được xuất hiện, thần môn được xuất hiện, Tam Giang được xuất hiện và Thái Bạch được xuất hiện. Kỳ kinh bát mạch chúng ta thêm vào là huyệt công tôn. Chúng ta có Túc Lâm Khấp, đó chính là huyệt kỳ kinh. Xong. Đó là chúng ta tính theo hai bộ thủy hỏa là chủ kinh có vô theo cách hai và thổ thử phụ kinh có vô, thì chúng ta loại bỏ phế, loại bỏ tam tiêu là đúng. Theo kịp không? Theo kịp không? Rồi. Bây giờ cái phần này là phần chúng ta thấy rõ hơn rồi, đúng không? Giờ tôi bôi cái phần này đi và chúng ta sẽ đi tiếp phần bài học của chúng ta. Có thắc mắc gì không? Hôm trước hỏi rồi, giờ hỏi lại nữa. Dạ. Tức là bây giờ nếu như nãy thầy nói nó vừa khoan thêm cái gì của mình du gì ở trên á, cái tất cả những cái quyệt mà mình đưa cái này vô trong đó, mình vô cái lục khí của mình đó, mình có thể sử dụng cái đó là 100% cho người ta, và mình cũng có thể sử dụng cái như mình sử dụng, mình chọn tỉnh minh du, chọn tỉnh minh du đó, có hai cách. Một cách mình có thể chọn cái chủ kinh của mình, hoặc là mình sử dụng cái đó thôi cũng được. Đúng rồi, tại vì như thế này là sở dĩ chúng ta phân tích toa châm, mục đích duy nhất của chúng ta là nhìn rõ các huyệt của người xưa người ta để lại theo cái dạng ngũ hành, và chúng ta phải bổ sung bởi vì nó chưa được quân bình. Và bổ sung như cách nào thì đây là cái phương pháp mà tôi muốn trình bày để chúng ta bổ sung các huyệt để cho nó quân bình. Nó có giá trị trong vấn đề trị liệu hay không? Có. Bởi vì các huyệt của người xưa người ta để lại là nó có giá trị cao về cái phương diện của chữa một vài cái chứng bệnh. Điều đó đã được lưu truyền rồi thì chúng ta phải chấp nhận. Đồng ý không ạ? Nhiệm vụ của chúng ta là quân bình. Quân bình như vậy để làm cái gì? Là để không có cho khí và huyết nó đi sai. Bởi vì như thế này thưa quý vị, một con toa châm là nó tác dụng đồng đều cho mọi người, nhưng mà liệu rằng là nó có được đồng đều hay không? Xin thưa rằng không. Xin thưa rằng không. Như trường hợp cái toa châm này nó liên quan đến phần chân và hông và tay tê mỏi. Thế thì nếu không có tay tê mỏi thì chúng ta sử dụng cái này cao hơn. Nhưng mà tay tê mỏi thì lại thiếu huyệt ở tay, thì nhiệm vụ của chúng ta là phải quân bình. Cái quân bình đó trong lục khí, tác dụng chính của nó là gì? Là áp dụng được cho tất cả mọi người, nam phụ lão ấu, già trẻ vân vân. Khi mà bệnh nó đến thì đương nhiên là người khỏe mạnh ít hơn, người yếu bệnh nhiều hơn, cũng tê tay tê chân, tê hông vân vân, bệnh nó nhiều hơn do suy nhược, do ăn uống, do sinh hoạt đời sống của từng người một. Thì cái toa châm của ngũ hành đưa vào là nó vẫn thiếu, bởi vì nó không được quân bình, trong lục khí không được quân bình. Có người thì bớt, có người lại không bớt, chắc chắn là như vậy. Đâu có phải rằng thì là cái toa đó đưa vào cho tất cả mọi người đều bớt hay không? Đương nhiên là không có sự quân bình, cho nên người thì tiếp nhận nó bớt nhiều, người thì chẳng thua gì cả. Thế thì chúng ta quân bình lục khí để làm gì? Là để dung hòa tất cả các huyệt này, đã được hòa với nhau và nó giúp cho tất cả mọi người ai sử dụng cũng đều bớt cả. Tôi tin chắc điều đó. Thì trong lục khí, nếu chúng ta không sử dụng các toa này mà chúng ta sử dụng các toa của lục khí, tỉnh vinh du, chủ kinh vân vân và vân vân, mục đích của nó là gì? Cũng là hòa. Và quân bình cái gì? Quân bình về mặt lý, ai sử dụng cũng đều có kết quả cả, chẳng qua là lâu hay mau mà thôi. Quý vị áp dụng, quý vị cũng sẽ thấy cái nét này. Thế thì sau khi chúng ta quân bình được rồi thì cái toa này đều được sử dụng giống như, tương tự như cái toa châm của lục khí của chúng ta
không cần phải áp dụng cái toa này, cái giá trị của nó, bởi vì đã được quân bình rồi thì chúng ta sử dụng thoải mái và có kết quả rất là cao, thưa quý vị. Ha. Thế vì theo như cái toa căn bản là mình phải chấm tất cả các quyệt cục bộ và quyệt ngũ dung, nó đi nguyên cái đó hết. Bây giờ mình không có xài cái quyệt cục bộ nữa, mình sẽ lấy quân bình cái quyệt ngũ dung mình đưa vô cái lục khí giới của mình. Đúng rồi. Thì bây giờ khi mình đưa vô và mình cân bằng rồi thì mình có thể sử dụng cái toa của mình đó. Đúng rồi. Và thứ nhất, cái thứ hai nữa là mình có thể sử dụng bằng cách mình chọn một trong những cái hành đó để làm chủ kinh cũng được. Được. Hai cái. Đúng rồi. Cái toa này quý vị lưu ý là người xưa người ta tập trung vào hai bộ thủy hỏa. Cái là giúp cho chúng ta có một cái nhìn rõ ràng. Thì trong lục khí của chúng ta, cứ cho nghe mà người nào mà bị vướng vô cái hệ thần kinh mà tay chân yếu mỏi, hông yếu mỏi vân vân, thì chúng ta lưu ý xem có phải rằng nó đi vào hai bộ thủy hỏa hay không. Và chúng ta sử dụng được lấy thủy hỏa làm chủ kinh có dung theo cách 2, hoặc là thủy hỏa là chủ kinh theo cách 1 không có dung. Khi mình sử dụng cái đó thì mình không có xài tất cả những cái quyệt mà mình nó lan ra hết, chỉ xài theo cái căn bản của mình thôi, vẫn sử dụng thêm những cái quyệt trên đây. Tôi nói cho quý vị nghe chỗ này, chúng ta còn rất nhiều việc để làm, bao nhiêu việc để làm, không có riêng gì về vấn đề mà chung cứu nào là cơm áo gạo tiền, đúng không ạ? Rồi nếu như quý vị thông minh thì quý vị học thuộc toa châm đi. Nhà chính vì học không nổi, mà chúng ta chỉ việc thuộc lòng, thuộc bài, bộ kim, bộ thủy, bộ thử, vân vân và vân trong lục khí của chúng ta. Chúng ta quân bình dùng tĩnh vân du kinh hợp, đồng ý không? Đó. Thế thì cái nào có lợi? Đương nhiên là chúng ta thuộc trong cái phạm vi lục khí của chúng ta là đủ rồi. Còn các toa châm quý vị học thuộc càng tốt, không có sai, không sai. Quý vị thông minh, quý vị học thuộc, tôi không có khuyến khích là quý vị và bắt buộc quý vị phải học thuộc cái toa này, dứt khoát là không. Thế thôi, quân bình là để cho quý vị có một cái nhìn, ngũ hành nó thiếu như vậy đó. Chúng ta quân bình như thế nào? Chúng ta áp dụng, nếu chúng ta học thuộc càng tốt, không có sai. Ok, cứ làm đi. Rồi trên lâm sàng, bây giờ hai người bệnh giống nhau, một người chúng ta sử dụng nguyệt lục khí của chúng ta, một người chúng ta áp dụng nguyên cái toa này không thôi. Chúng ta không cần học thuộc lòng, chúng ta dỡ sát ra, dỡ lại cái toa này chúng ta áp dụng. Xem thử xem hai người bệnh đó, cái kết quả nào cao. Nha, ok. Chị hiểu chỗ này chưa? Ok, chúng ta phải thông cái này đã, rồi chúng ta mới đi tiếp được. Còn về vấn đề huyệt cục bộ thì thưa với quý vị là trong lục khí của chúng ta không quan trọng, tất cả đều là huyệt a thị hết, đau chỗ nào huyệt nằm chỗ đó, thế thôi. Nó sẽ dẫn truyền từ cái huyệt ngũ hành, ngũ dung, lục khí, nó sẽ dẫn truyền đến cái vùng đau, thì nơi cái vùng đau đó chúng ta sử dụng các huyệt cục bộ thoải mái. Thí dụ như trong huyệt cục bộ nó có huyệt tam âm giao, mà huyệt tam âm giao thì nó liên can đến thận can tỳ, mà thận can tỳ thì quý vị vừa rồi quý vị cũng đã thấy là ở can không có huyệt nào hết, rồi ở tỳ không có huyệt nào hết, tức là bộ mộc và bộ thổ không có một tí huyệt gì hết. Thế thì người ta chỉ sử dụng thận tam âm giao, nó có tác dụng cao như thế nào? Nó chỉ là ở huyệt cục bộ túc mà thôi. Hội của ba cái năm thì thận nó có những các huyệt, một vài huyệt, can tỳ không có huyệt. Trong cái đó ở du huyệt, bối du huyệt, tức là vùng lưng, người xưa người ta cho chúng ta có cái huyệt thận du chí thất và đại trường du, thế thôi. Còn can không thấy can du, rồi tỳ chẳng thấy tỳ du, như thế thì huyệt tam âm giao nó bị lẻ loi, thế thôi. Đó mà chúng ta đừng lấy tam âm giao làm chính. Và luôn luôn đa số quý vị đều nghĩ rằng tam âm giao là huyệt hội của ba kinh âm, nó là huyệt rất là lớn. Nhưng mà qua cái phần
phân tích này chúng ta thấy đâu thấy nó lớn chỗ nào đâu, đúng không ạ? Trong cái đó mộ huyệt của thận không có, mộ huyệt của tỳ cũng không có, mộ của can không có, kỳ môn, chương môn, vân vân, không thấy có xuất hiện mộ huyệt. Mà du huyệt nó chỉ thấy có an thận du, không thấy có an tỳ du, không thấy an can du. Như vậy tam âm giao nó bị thiếu, bị lẻ loi. Nếu quý vị chọn tam âm giao làm chủ làm chính thì quý vị phải thêm cái gì? Nếu quý vị chọn tam âm giao làm chính trong ngũ hành thì quý vị đã có thận du rồi, bắt buộc phải thêm can du, bắt buộc phải thêm tỳ du, hoặc là thêm mộ huyệt của can, của thận, của tỳ, là nó mới có đủ bộ để dẫn truyền từ huyệt tam âm giao đi tới vùng bệnh. Quý vị thấy không? Thành ra khi đưa phân tích các toa châm thì để cho quý vị có một nhìn rõ. Rồi bây giờ chúng ta, tôi bôi hết cái phần này đi và chúng ta đi vào phần bài học của chúng ta nha quý vị. À, xin giới thiệu luôn là tuần sau ở nhà trường đóng cửa có một buổi lễ nha, thì chúng ta nghỉ một buổi. Chúng ta là học trò, thành ra nghe thấy vậy mừng quá. Không biết lễ gì nhưng mà trường đóng cửa là mình nghỉ. Cái gì lễ Columbus? Hôm nay ngày mấy quý vị? 4 tháng 10. Rồi bây giờ quý vị theo dõi cái phần bộ mặt như thế này quý vị. Chúng ta có bình mặt, khôn, đây là bộ mặt bình của chúng ta. Chúng ta đã học rồi. Kỳ trước chúng ta cũng đã thảo luận là ở đây nó đi trầm. Rồi chúng ta cũng đã thảo luận ở đây nó đi phù, đúng không? Phải không? À, rồi bây giờ chúng ta thảo luận thêm cái nét là ở đây vừa đi trầm và vừa đi phù. Bây giờ tôi vẽ thêm chỗ này cho quý vị thấy. Vừa đi trầm mà vừa đi phù, ở đây nó có hai dạng. Một là hữu lực, hai là vô lực. Quý vị sử dụng huyệt như thế nào? Đó, trong lục khí của chúng ta, khi mà chúng ta nghe mặt mà chúng ta thấy rằng mặt đi phù là liên quan đến hỏa, mặt đi trầm là liên quan đến thủy. Như thế thì ở đây vừa có phù vừa có trầm, ở đây cũng vừa có phù vừa có trầm, cái khác biệt là nó hữu lực hay vô lực mà thôi. Thì huyệt của chúng ta sử dụng giống nhau hay khác nhau? Tôi nói lại, có người nói khác, có người nói giống. Thì đương nhiên là yes or no rồi. Thì ai cũng, coi như lớp này chia làm hai nhóm. Một nhóm có, một nhóm không. Đồng đều phải không? Cái nào chúng đó. Chúng ta, tôi nói lại. Mặt đi phù là chúng ta phải nghĩ đến hỏa. Mặt đi trầm là chúng ta phải nghĩ đến thủy. Một có khác biệt chút xíu là một cái hữu lực và một cái vô lực. Tôi hỏi quý vị, huyệt sử dụng giống nhau hay khác nhau? Giống nhau. Cái khác nó nằm chỗ nào quý vị? Nếu như quý vị sử dụng huyệt giống nhau nha, thì quý vị lưu ý chỗ này. Cái điểm chính yếu của chúng ta là phải quân bình người ta, thì huyệt chúng ta sử dụng rất là an toàn. Nó nằm chỗ này thưa quý vị. Ở đây nó hữu lực, tức là lực của nó đang dư. Ở đây vô lực, tức là lực của nó đang thiếu. Một cái dư, một cái thiếu. Cái dư này ở đâu có? Là nó lấy bớt của những cái khác đem về, nó tồn trữ ở đó.
cái dư nó cũng là cái bệnh, mà cái thiếu nó cũng là cái bệnh. Ở đây tại sao nó thiếu? Là bởi vì các cái khác nó lấy của nó. Ở đây nó dư là bởi vì nó lấy của các cái khác về cho nó. Nếu chúng ta sử dụng huyệt giống nhau mà không quân bình nha, không quân bình được, thì cái dư này nó sẽ đi lung tung. Cái thiếu này, nếu chúng ta sử dụng huyệt giống nhau mà không được quân bình, thì cái thiếu này nó sẽ làm cho những cái khác thiếu nữa. Cái đó là cái nét căn bản. Tôi lấy thí dụ, ở đây chúng ta lấy làm chủ kinh đi nha. Chúng ta lấy bộ thổ làm chủ kinh. Ở bộ thổ chúng ta có đại trường và tỳ. Bây giờ quý vị xem này, đại trường và tỳ, một cái hữu lực, một cái vô lực. Ở đại trường tức là thuộc dương, ở đây là dương thổ nó đi phù, và âm thổ nó đi trầm. Hai cái giống nhau, một cái dương thổ đi phù, một cái âm thổ nó đi trầm. Điều này nó nói lên cái nét là cái đi phù này là nó dư hỏa hay thiếu hỏa? Dư. Nó dư hỏa. Nó dư hỏa cho nên nó đi phù. Đúng không? Trời. Ở đây nó đi trầm thuộc thủy. Nó dư thủy hay là thiếu thủy? Nó dư thủy luôn. Anh đại trường này dư hỏa, anh tỳ này dư thủy, đúng không? Anh đại trường dư hỏa mà anh tỳ cũng dư thủy. Một cái dư nhưng mà hư, hư hỏa, hư thủy. Một cái thực hỏa, thực thủy. Hữu lực là thực, vô lực là hư. Ở đây là phù hư, ở đây là trầm hư. Ở đây là phù hữu lực, ở đây là trầm hữu lực. Cũng là hỏa và cũng là thủy đang dư. Thế thì để quân bình nó, chúng ta sử dụng huyệt gì? Quân bình cái dư và quân bình cái thiếu, chúng ta sử dụng huyệt gì để cho quân bình? Dư. Ha, tự nhiên đưa cái dư vào đây à? Phải công nhận quý vị thông minh này. Chúng ta đang dư hỏa, chúng ta đang dư thủy. Một đằng là dư hữu dư thực, thực dư thực, tức là mặt hữu lực dư cái hỏa của nó thực, cái thủy của nó thực. Một đằng vô lực, cái hỏa của nó dư mà nó thi hư, phù hư, tức là vẫn là dư hỏa nhưng mà hư hỏa. Mà đi trầm hư cũng là thủy dư nhưng mà nó hư. Vừa mới nói thủy hỏa dư thôi, tại sao không sử dụng huyệt thủy hay là huyệt hỏa mà đưa vô huyệt vô? À, thật ra chúng ta tập lý luận đi nha, chúng ta tập lý luận, tức là chúng ta sử dụng ít huyệt. Hồi nào giờ chúng ta cứ quen tĩnh minh vô nguyên kinh hợp vân vân và vân vân, mà chúng ta không có sự lý luận, thì bây giờ tôi giúp cho quý vị lý luận, tức là chúng ta sử dụng ít huyệt. Đại trường nó dư hỏa và cũng là dư thủy, tỳ nó cũng dư hỏa và cũng dư thủy. Cái anh đại trường và anh tỳ này cũng vậy, cũng vẫn dư hỏa và cũng vẫn dư thủy. Thế thì để quân bình cho nó thì ở kinh đại trường phải sử dụng hai hành thủy và hỏa. Ở trên kinh tỳ chúng ta vẫn phải sử dụng hai huyệt thủy và hỏa. Quý vị nắm chỗ này nha. Rồi, quý vị xem nào. Đại trường, đại trường chúng ta có thủy và hỏa, hai huyệt. Nếu chúng ta hai cái này giống nhau nha, cũng thủy và hỏa.
Ở trên kinh đại trường đều sử dụng hai nguyệt giống nhau, kể cả hữu lực và vô lực. Tại sao dùng hỏa là bởi vì nó đi phổ? Tại sao dùng thủy? Bởi vì nó đi trần. Sử dụng đại trường chúng ta có bắt buộc phải sử dụng tỳ hay không? Tôi hỏi lại chỗ này. Ở đây chúng ta lôi kinh đại trường ra chúng ta sử dụng, chúng ta có bắt buộc phải sử dụng kinh tỳ hay không? Có. À, xem không? Lớp phải công nhận luôn. Hay thì có. Không. Nhấm nhau là không có. Không. Tôi hỏi lại. Tại sao chúng ta dùng thủy hỏa? Hai người thủy hỏa hiểu chưa? Yeah, rõ. Rồi. Bởi vì nó đi phù cho nên chúng ta dùng hỏa. Bởi vì nó đi trầm cho nên chúng ta phải dùng thủy. Đúng không ạ? À? Đại trường, kể cả hai bên giống nhau, chúng ta đều sử dụng hai huyệt thủy hỏa. Thủy huyệt của kinh đại trường là huyệt nhị giam, hỏa huyệt của nó là dương khê. Hai huyệt đó là phải sử dụng. Đồng ý chưa? Đồng ý. Rồi. Có bắt buộc, giờ câu hỏi đặt ra là có bắt buộc kinh tỳ phải sử dụng hai huyệt thủy hỏa hay không? Có. Tôi đã nói với quý vị bao nhiêu lần rồi, cái này là đúng là học trước quên trước, học sau quên sau. Chúng ta có bốn cách châm căn bản: thủ châm, túc châm, âm châm và dương châm. Dùng thủ châm có thể chữa cho túc không? Được. Dùng túc châm có thể chữa cho thủ không? Được. Dùng âm châm có thể chữa cho dương châm được hay không? Được. Dùng dương châm có thể chữa cho thủ và chữa cho túc được không? Được. Nếu chúng ta sử dụng đại trường, tức là chúng ta sử dụng cái gì? Thủ châm hoặc là dương châm. Đủ chưa? Đủ rồi. Nếu chúng ta sử dụng tỳ là chúng ta sử dụng cái gì? Túc châm hoặc là âm châm. Không bắt buộc là chúng ta phải sử dụng kinh tỳ. Không bắt buộc. À, giờ nhớ lại bài rồi đó. Tại sao chúng ta sử dụng kinh tỳ và kinh đại trường? Là bởi vì chúng ta muốn thâu ngắn thời gian điều trị lại. Chúng ta thêm huyệt là thêm tác dụng cao. Hơn nữa. Để rồi khi mà chúng ta học hai bộ, rồi chúng ta học hai bộ rưỡi, tôi sẽ ôn lại cái phần này. Phải công nhận. Nghe quên là người sung sướng. Nào, bây giờ tôi lặp lại. Đại trường, tại sao chúng ta sử dụng thủy hỏa? Là bởi vì mặt tới đi phù, chúng ta sử dụng hỏa. Mặt tới đi trầm, chúng ta sử dụng thủy. Ok, rồi bây giờ bắt đầu tôi hỏi ngược lại nè. Bắt đầu thế nào bị tôi gài. Tôi hỏi lại nè. Tôi hỏi lại nha. Giả sử ở đây nó không có đi trầm, ở đây nó đi phù. Bây giờ đại trường tôi sử dụng huyệt gì? Huyệt hỏa. Đúng không? Đúng. Tại sao sử dụng người tỏa? Phù. Bây giờ tôi sử dụng người thủy được không? Phải không nhận ra, tôi hỏi lại cái bắt đầu ngủ hết. Được không? Được. Tại sao được? Thủy giữ cho hỏa luôn. Khi chúng ta sử dụng thủy, có nghĩa là quân mình cho hỏa. Cái chính của chúng ta là làm sao quân bình. Khi quý vị sử dụng quân bình đây là cái gì? Là đưa thêm các huyệt khác vào, gồm có du huyệt, vân vân và vân vân, thì mới gọi là quân bình. Nếu như quý vị không đưa thêm các huyệt để quân bình, mà quý vị sử dụng như vậy thì coi chừng, cái an phù này thay vì quý vị sử dụng hỏa mà quý vị sử dụng thủy nha, thì nó sẽ bị thêm nếu quý vị không quân bình cho đúng. Cứ quý vị quân mình đúng rồi thì dùng thủy để chữa cho hỏa cũng giống như dùng thủ để chữa cho túc, thế thôi nha. Thành ra tôi hỏi lại, tôi gài à, thành ra quý vị suy nghĩ cũng hơi lâu chút. Nào, bây giờ tôi nói lại, vì nó đi phù, quý vị đừng có bao giờ có quan niệm là phù là phải sử dụng hỏa, châm là phải sử dụng thủy. Đừng có bao giờ nghĩ như vậy.
Mà quý vị nghĩ rằng à, mà đi phù nó liên quan đến thủy hỏa, mà đi trầm nó liên quan đến thủy hỏa, thủy cũng được, hỏa cũng được, mỗi là quân mình là xong. Nhớ điều đó. Ok. Ở đây mặt đi phù chúng ta sử dụng hỏa, đúng. Mặt đi trầm chúng ta sử dụng thủy, đúng. Vì mặt của nó đi vừa phù vừa trầm, chúng ta sử dụng luôn hai huyệt thủy hỏa. Đồng ý chưa? Ta đi tiếp mà bắt đầu là ngó tôi. Nào, bây giờ tôi sử dụng kinh đại trường, có nghĩa là dùng thủ châm hoặc là dương châm. Nếu tôi sử dụng kinh tỳ không thôi, tức là thủy huyệt của kinh tỳ và hỏa huyệt của kinh tỳ, có nghĩa là tôi sử dụng túc châm hoặc là âm châm, đúng chưa? Nếu tôi sử dụng luôn cả đại trường và tỳ, có nghĩa là một bộ nó đi kèm nửa bộ nữa, tức là một bộ rưỡi hoặc là hai bộ. Đó, phải có một ôn lại bài, phải có một cái nhìn như vậy. Rồi. Nào, bây giờ nói đến kinh đại trường, chúng ta sử dụng hai huyệt thủy hỏa. Chúng ta sẽ biết thủy nó sẽ đi về thủy, chắc chắn là như vậy. Hỏa nó sẽ đi về hỏa. Đó. Ở đây tôi nói kinh đại trường nhé. Tôi phải bôi kinh tỳ đi ông tôi được, quý vị lại rắc rối nữa. Bây giờ hai bên giống nhau, chúng ta sử dụng kinh đại trường hết, châm thủy hỏa. Thủy huyệt của đại trường nó sẽ về thủy. Ở đây chúng ta sử dụng thủ châm hoặc là dương châm, thì ở trên kinh thủy chúng ta sử dụng kinh gì? Tiểu trường. Tức là vừa thủ châm mà vừa dương châm. Ở trên kinh hỏa, tức là sử dụng hỏa huyệt mà, nó sẽ về đây. Ở đây chúng ta phải, ok, ở trên kinh tiểu trường chúng ta phải sử dụng thổ huyệt, đúng không? Đúng chưa? Chúng ta phải quân bình. Quân bình theo cái nét này chúng ta nhớ rồi. Ở trên kinh hỏa, ở trên bộ hỏa, chúng ta phải sử dụng huyệt thành thổ, đúng không? Ở đây chúng ta có hai kinh, một là kinh vị, hai là kinh tâm bào. Nếu như quý vị dùng thủ châm thì quý vị chọn tâm bào, đúng không? Nếu quý vị chọn dương châm thì quý vị chọn kinh vị, đúng chưa? Đó, thì đây tôi phân tích để cho quý vị thấy. Ở tại kinh tâm bào hoặc là ở tại kinh vị, chúng ta sử dụng huyệt hành thổ để cho nó quân bình thủy và hỏa huyệt của kinh đại trường. Và ở trên kinh tiểu trường nó đều có tác dụng là thủ châm và dương châm, thì chúng ta sử dụng huyệt thổ. Quý vị thấy chưa? Chỉ như đó thôi là nó đã quân bình được cái phù và cái trầm. Khi mà chúng ta sử dụng như vậy, đủ chưa? Chưa. Chưa. Chưa đủ. Bởi vì sao? Bởi vì ta chưa có quân bình được trọn vẹn. Nha. Nếu đến đây mà quý vị ngưng lại thì quý vị sẽ vô tình giúp cho cái phù này nó sẽ đi lung tung, nó làm những anh khác phù theo. Hoặc là cái trầm này nó cũng sẽ đưa đến các bộ khác, nó làm trầm theo, tức là bệnh nặng thêm. Cũng giống như ở đây, nếu quý vị chỉ sử dụng như thế thôi thì cái phù này nó sẽ đi đến các nơi khác, và cái vô lực này nó sẽ làm hai cái này cũng vô lực theo, vân vân. Thế thì phải thêm nữa để cho nó có một cái nét quân bình ổn từ hữu lực với vô lực. Chúng ta thêm như thế nào thưa quý vị? Đến đây chúng ta thêm du huyệt. Đó, đến đây chúng ta mới thêm du huyệt. Đến đây chúng ta thấy, nếu chúng ta chọn cái này làm chủ kinh thì theo cách một thì như vậy anh này không có huyệt, đúng không? Và không có du huyệt, đúng không? Anh này không có du huyệt, chỉ có hai huyệt thủy hỏa không mà thôi. Thì quy tắc của chúng ta là bốn anh này phải có du. Nếu thủ châm thì ở trên kinh tâm bào lạc có huyệt thổ rồi, thêm huyệt du. Mà thổ huyệt của kinh tâm bào lạc chính là tĩnh kinh âm. Quý vị phải tính theo cái đó. Thủ châm, tĩnh kinh âm hợp cái kinh dương, tức là sẽ có huyệt hợp của kinh tiểu đường. Thủ châm nha. Thì ở đây có du tức là kinh tâm bào lạc, thêm du,
ở trên kinh tiểu trường thêm du, có huyệt thổ rồi thêm huyệt du, có huyệt thổ rồi thêm huyệt du, nhớ nha. Hai cái anh này kim mộc, nếu như quý vị sử dụng thủ châm thì ở trên kinh này chúng ta có kinh phế chỉ việc thêm du mà thôi. Ở trên bộ mộc chúng ta có kinh tâm tiêu, chúng ta thêm du, đủ chưa? Đủ rồi. Đây là cái lối quân bình giữa phù và trầm mà ở tại bộ thổ. Rõ chưa? Hiểu không? Rồi, ở đây là bộ thổ cách một chủ kinh không có dù, bốn cái anh phụ kinh có dù. Bây giờ sử dụng cái anh này theo cách hai, một bộ cách hai thì sao? À, bây giờ chúng ta xem nha. Ở kinh đại trường có hai huyệt thủy hỏa đúng không? Chúng ta lấy làm chủ kinh có dù, à thì chúng ta phải ngó đến cái anh này thủ châm, thì chúng ta lấy kinh tâm có dù, đúng chưa? Thì bốn cái âm này chúng ta sẽ chọn một, sẽ chọn hai bộ chủ phụ kinh có dù. Nếu chúng ta chọn kim mộc phụ kinh thì chúng ta loại bỏ du huyệt ở đây, nhưng mà đằng này nó đi vào hai huyệt thủy hỏa, à nó đi vào hai huyệt thủy hỏa thì chúng ta nên chọn du huyệt của thủy hỏa, nó hay hơn là sử dụng du mộc, du huyệt của kim mộc. Như thế thì ở trên kinh thủy hỏa chúng ta có du huyệt, vào loại bỏ du huyệt của phụ kinh này đi. Như vậy là kinh phế và kinh tam tiêu không xài đến, chúng ta có thủy hỏa của hai em này. Quý vị nắm chưa? Rõ chưa? Rồi, bây giờ có thêm một cái nét nữa nha. Thì khi mà quý vị quân bình như vậy rồi thì quý vị rất là an tâm, sử dụng ít huyệt thôi. Nào, bây giờ tôi nói thêm một cái nét mới nữa nha quý vị. Ở đây nó đi bình mạch, ở đây nó đi theo cái thể hữu lực ở đây đi, cũng là cái thể bình mạch nhưng mà là cái đây nó hữu lực. Rồi bây giờ vấn đề đặt ra này, ở đây nó đi phù tức là chúng ta sử dụng hỏa huyệt đúng không, ở đây nó đi trầm chúng ta sử dụng thủy huyệt đúng không. Rồi, hai cái anh này, anh phù và anh trầm, nó thêm một cái nét nữa, đó là trì. Phù, trì, trầm. Trầm mà đi trì. À, nó thêm một cái nét, cái bộ mặt nữa. Phù mà đi trì, trầm mà đi trì. Quý vị sử dụng như thế nào? Huyệt gì? Nào bây giờ chúng ta nói thủ châm, tức là nói kinh đại trường đi. Vừa rồi chúng ta bàn với nhau là mặt đi phù là sử dụng hỏa, mặt đi trầm là chúng ta sử dụng thủy. Bây giờ thêm cái nát trì nữa, chúng ta sử dụng cái gì? Mặt đi trì là mặt thuộc gì? Mặt đi phù thuộc hỏa, mặt đi trầm thuộc thủy, mặt đi tế thuộc mộc, mặt đi đại thuộc kim, mặt đi sát thuộc thử, mặt đi trì thuộc thổ. Nhớ bài chưa? Rồi. Bây giờ mặt đi trì chúng ta sử dụng thổ huyệt đúng không? Hả? Rồi. Đó, cái vấn đề nằm chỗ nó nha. Ở đây chúng ta phân tích một cái nét nữa. Ở đây là bộ thổ, không có thổ huyệt.
Ở trên kinh đại tràng có huyệt thổ, tức là huyệt khúc trì. Nhưng mà huyệt khúc trì thì nó liên quan đến huyệt tĩnh của kinh tâm, tức là huyệt tiếu sục. Huyệt khúc trì nó mang tiếng nó là thổ huyệt, nhưng nếu xài đó thì nó chỉ thông với lại cái anh thử mà thôi. Như thế thì chúng ta phải kiếm thổ huyệt. Giả sử như ở đây chúng ta sử dụng tỳ, giả sử như chúng ta sử dụng kinh tỳ, loại bỏ, tôi loại bỏ kinh đại trường, lý do là quý vị nó trên kinh đại trường nó có huyệt khúc trì, nó hành thổ, tại sao không dùng nó để cho nó ổn định cái trì này? Huyệt khúc trì nó chỉ thông được với thổ thử mà thôi, nó không giải quyết được cái trì này đâu. Như thế thì ở trên kinh tỳ phải chọn huyệt thổ, mà trên kinh tỳ không có thổ huyệt, chúng ta làm như thế nào để giải quyết cái mặt trì này? À, đó là cái vấn đề chúng ta phải bàn luận. Chúng ta phải thông cái này rồi chúng ta mới thấy được cái vấn đề ngay. Chúng ta đã biết mặt đi trì nó khác với mặt gì? Nó khác với mặt đi như thế nào? Nó khác với mặt đi như thế nào? Phù khác với trầm, tế khác với đại, thì trì khác với sát. Trì phải khác với sát, mặt đi chậm nó phải khác với mặt đi nhanh. Để giải quyết cái trì này thì chúng ta phải sử dụng huyệt gì? Huyệt thử. Mà thử huyệt, thổ huyệt của kinh tỳ không có. Có thử huyệt không? Có thử huyệt ở trên kinh tỳ không? Có. Có huyệt gì? Huyệt gì? Du huyệt. Du huyệt lúc này được xuất hiện, mục đích của nó là để quân bình thổ thử. Tại sao nó đi trì? Là bởi vì nó lấn lướt cái anh thử. Anh thử quá kém đi cho nên anh trì nó mới mặc. Mặc của nó đi chậm. Khi mà mặt đi chậm thì cái anh thử của nó bị suy. Quý vị thấy rõ không? Tại sao mặt đi sát? Là bởi vì trì của nó, cái thổ của nó quá kém, cho nên mặt nó đi nhanh, thử nó hiện hữu. Tại sao mặt của nó đi chậm? Là bởi vì cái thử của nó bị mất hoặc quá kém, cho nên làm cho thổ nó vượng. Mặt đi trì là mặt thổ vượng. Thế thì để giải quyết cái trì này thì chúng ta phải sử dụng du huyệt của thử để quân bình lại thổ thử. Lúc này du huyệt nó được xuất hiện. Thì quý vị nắm chỗ này, hiểu chỗ này không? Ở đây bắt buộc là phải sử dụng du huyệt để giải quyết cái trì hoặc là cái sát. Rồi, bây giờ nhá, bây giờ tôi bôi đây lại này. Bây giờ giả sử như ở đây nó đi như vậy, nhưng mà ở đây nó đi như vậy. Bây giờ tôi đưa hữu lực đi. Ở đây nó đi phù và đi trầm, mà nó lại nằm ở bộ hỏa nữa. Thế thì để giải quyết cái trường hợp phù hoặc trầm ở đây là quý vị sử dụng huyệt gì? Huyệt hỏa và huyệt thủy, đúng không? Mà nó nằm ở bộ hỏa thì không có huyệt hỏa, mà không có huyệt hỏa thì có huyệt gì? Huyệt thủy. Mà huyệt thủy ở tại đây nó là huyệt gì? Vô huyệt. Quý vị thấy rõ nét này không? Ở đây cũng vậy, nếu mặt ở đây mà nó bực, tức là nó đi phù hoặc là nó đi trầm, thì chúng ta phải sử dụng du huyệt để quân bình thủy hỏa. Giả sử ở đây cũng vậy, ở đây nó đi theo cái thể hữu lực, nhưng mà nó đi đại hoặc là nó đi tế, tức là người ta xét thêm cái nét đi đại hoặc là đi tế, thì du huyệt phải đi xuất hiện. Quý vị đồng ý không? Du huyệt ở tại bệnh sở có nghĩa là vì mặt nó đi đại đi tế, cho nên ở tại kim mộc chúng ta sử dụng du huyệt để quân bình nó. Vì mặt nó đi phù và đi trầm, chúng ta sử dụng du huyệt để quân bình thủy hỏa. Vì mặt của nó đi sát và đi trì, chúng ta dùng du huyệt để quân bình trì và sát. Quý vị nắm cái nét căn bản này thì quý vị sẽ thấy vấn đề rõ lắm.
phải không à? Rồi thắc mắc gì không? Không. Nào bây giờ chúng ta đi lại liên tiếp cái phần bài học của chúng ta. Bài học của chúng ta đi tiếp theo là nó liên quan đến hai bộ này, tức là thủy và thổ. Thầy trước khi vô bài học con hỏi thắc mắc nãy là thầy nói là khi mà nó đi phù hoặc nó đi trầm thì mình phải liên quan, mình phải nghĩ đến cái đi phù thì thầy đi phải nghĩ đến hỏa, đi trầm phải nghĩ cái thủy. Rồi sau đó thầy lại nói rằng là mình đừng có bây giờ mình cứ nghĩ là nó trầm là thủy, trầm là thủy mà phù là hỏa. Mình đã bị phòng suy. Ok. Sở dĩ tôi đưa cái danh từ đó là để cho quý vị, tôi phá cái chấp của quý vị đi. Cái chấp của quý vị nó cứ nghĩ rằng phù là hỏa, trầm là thủy, trì là thổ, sát là thử, tế là mộc, mà đại là kim. Ok, cái đó là cái quy luật của lục khí. Ok, thế thì tôi đưa cái đó ra là để phá quý vị cái chấp. Nếu mà đi phù tức là thuộc hỏa, chúng ta dùng thủy tức là dùng cái khác để nó ức chế, nó kềm chế lại cái nó đang vượt. Thế thôi. Nói đến thủy có nghĩa là nói đến hỏa, nói đến tế có nghĩa là nói đến đại, nó nói đến kim tức là nói đến mộc, nói đến thổ tức là nói đến thử, và nói đến thủy tức là nói đến hỏa. Ok, nói như vậy tức là để phá chấp cho quý vị đừng có nghĩ rằng phù luôn luôn là hỏa. Chúng ta phải sử dụng hỏa huyệt, chúng ta không thuộc bài theo lối đó, mà chúng ta nói rằng mà đi phù dùng thủy, ok, mà đi trầm dùng hỏa, ok. Hỏa khắc chế thủy, thủy khắc chế hỏa, lục khí là nó khắc chế thủy và hỏa, thế thôi. Không có như ngũ hành mộc khắc kim, kim khắc mộc gì đó, thổ khắc thử, thổ tôi cũng nhầm bằng mình lục khí. Ok, quý vị thấy không, ở trong ngũ hành thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy. Nó khắc như vậy nó bị rối loạn ngay và chúng ta sẽ nhầm lẫn. Đây là cái sai của ngũ hành mà đưa cái thử vào để minh chứng. Và qua cái phần này, mục đích chính của tôi là muốn cho quý vị phá cái chấp hễ mặt đi phù là chúng ta dùng thủy đều được hết, không bắt buộc phải dùng hỏa. Và nó nằm ở cái bộ nào, cái bộ đó, huyệt nó nằm ở bộ đó, cũng có nghĩa là ở tại bộ thổ mà mặt của nó đi trì, không có thổ huyệt, thì chúng ta dùng thử. Mà thử huyệt thì nó liên quan đến huyệt du, đây là cái giá trị của du huyệt. Mà ta bộ hỏa không có hỏa huyệt nhưng mà nó đi phù, thì chúng ta dùng du huyệt. Quý vị thấy không? Đó, thì cái phần mà dùng du huyệt đó nó cũng giúp lên cái nét là để phá chấp, thế thôi, nhớ không? Nào bây giờ chúng ta đi vào phần bài học ngày hôm nay tiếp theo. Sau khi đi vào, đi hết phần này, tôi cố gắng đi hết phần này đi, để rồi chúng ta nghỉ một tuần, tuần sau nữa chúng ta sẽ đi vào 2:30 nha. Lấy có vị thở ra. Nào bây giờ chúng ta nói đến 2 bộ thủy và thổ. Thủy và thổ thì chúng ta có những cái nét sau. Thủy và thổ chúng ta nói đến thủy thổ châm đi với lệ thổ dương châm. Ở đây là thủ châm, ở đây là dương châm. Thủy thủ châm tức là chúng ta sử dụng kinh chi làm chính, được chưa? Thủ châm thì chúng ta sẽ có tâm tiêu, đại trường, tâm bào, phế và tâm. Lấy thủy thủ châm, thủy thủ châm thì chúng ta có tỉnh vân vô nguyên và
và kinh. Tất cả năm anh này nha thì đều sử dụng huyệt thành thủy. Thì thủy huyệt của kinh tâm bào là vô huyệt rồi. Thủy của tâm phế, tâm tiêu và đại trường. Theo cách hai thì tiểu trường là chủ kinh có dục, thì phụ kinh có du phải là thổ, bởi vì nó liên quan đến thổ mà. Thì như vậy là chúng ta có đại trường và tâm có du. Chúng ta có tĩnh kinh âm hợp kinh dương là cái nào? Thì chúng ta thấy tĩnh của kinh phế hành thủy. Thì như thế chúng ta có huyệt hợp của kinh tâm tiêu. Thì đây là bộ thủy thủ châm theo cách hai mà lấy thổ thử làm phục kinh có dục, bởi vì nó liên quan đến thổ thử. Bây giờ chúng ta qua đến phần bộ thổ dương châm. Bộ thổ dương châm, bộ thổ dương châm thì chúng ta sẽ lấy kinh đại trường làm chủ kinh. Thì chúng ta sẽ có tĩnh, vinh, du, nguyên và kinh. Vì là hệ dương châm, chúng ta không có huyệt hợp, nhớ nha. Chúng ta sẽ có vị, bàng quang, động, tiểu trường và tâm tiêu. Tất cả đều châm huyệt thổ. Tất cả đều trong thổ huyệt, thì thổ huyệt của đỡ chính là huyệt du. Ở đây là theo cách hai, một bộ thổ làm chủ kinh, chúng ta sẽ kiếm phụ kinh có du. Mà vừa rồi là chúng ta lấy hai hành thủy và thổ, cho nên cái anh thủy và anh hỏa sẽ có du huyệt. Ở đây là dương châm cho nên không có huyệt hợp, đương nhiên là không có huyệt tĩnh kinh âm. Thì hai bộ này được kết hợp với nhau, nó chính là thủ châm bộ thủy đi với thổ châm dương. Quý vị rõ chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp. Thủy châm thổ đi với thổ túc. Chúng ta vẫn giữ cái này lại, vẫn giữ cái thủy của thủ châm, mà chúng ta đổi cái anh túc châm. Túc châm thổ thì chúng ta sẽ chọn tiền. Bên này chúng ta lấy về túc châm nhé, bằng quang đậm. Này chúng ta sử dụng can và thận. Túc châm chúng ta sẽ chọn tỳ làm chủ kinh theo cách hai, có nghĩa là tĩnh, vinh, du, kinh và hợp. Tĩnh kinh âm nó sẽ đi với huyệt hợp của kinh đậm. Tất cả các kinh thuộc túc đều sử dụng huyệt thành thổ hết. Sau khi phân định được huyệt rồi, chúng ta mới lấy chủ kinh này có du đó và lấy phụ kinh có du. Ở đây chúng ta áp dụng bộ thủy, như thế thì du huyệt của kinh thận và du huyệt của kinh vị là đã được ổn định theo cách hai, thì kim mộc không có du. Thì cái này nó chính là bộ thủy của bộ thủy của thủ châm đi với bộ thổ của túc châm. Quý vị ghi cái phần này vô. Yeah.
phải phải làm bài hai kia thôi tùy với lại tùy nào. Bây giờ chúng ta đi tiếp cái phần thủy của thụ châm đi với thổ của âm châm. Bây giờ cái phần thổ vẫn giới nha quý vị, bây giờ chúng ta chỉ đổi qua cái phần âm châm của thổ. Thổ âm châm tức là chúng ta chọn đây là chủ kinh. Vì là âm châm cho nên chúng ta có bằng tâm bào, phế và tâm. Đây là chủ kinh, chúng ta có tĩnh, vinh, du, kinh và hợp. Tất cả các kinh âm còn lại chúng ta đều lấy huyệt thổ. Nào, bây giờ chúng ta thử xét xem. Vì là hệ âm châm cho nên chúng ta có hai huyệt tĩnh kinh âm và hai huyệt hợp kinh dương. Vậy chúng ta có huyệt tĩnh rồi thì nó sẽ liên quan đến huyệt hợp của kinh đạm. Rồi, chúng ta lấy kinh tâm bào, thổ huyệt của kinh tâm bào chính là huyệt tĩnh. Huyệt tĩnh đó, thì tĩnh của kinh tâm bào nó sẽ đi với huyệt hợp của kinh tiểu đường. Đó là giải quyết xong tĩnh kinh nam hợp kinh dương. Bây giờ quân bình thì chúng ta thấy ở đây là chủ kinh có vô, thì ở đây người thổ của nó là vô về. Phụ kinh có vô, thì ở đây chúng ta đi với bộ thủy phải không ạ? Thì ở đây chúng ta thêm vô về. Thì tất cả huyệt này phối hợp với bộ thủy thủ châm, nó chính là thủy thủ châm đi với thổ của âm châm. Thắc mắc gì không? Rồi nếu không thắc mắc thì chúng ta sẽ đi tiếp. Bây giờ chúng ta chỉ đổi cái anh thủy ở đây đi, nó là huyệt thổ, thì nó sẽ lần lượt đi thủy, thủy, thủy đúng không? Nào bây giờ tôi bôi hết. Cái cách thứ hai mình thêm du ở thủy thủy quả đó thầy. Dạ. Thì là mình thêm du của thận và du của tâm bảo lạc thôi. Đúng rồi. Không có thêm du cái kia thầy. Không. Nào bây giờ chúng ta đi tiếp thổ của thủ châm đi với thủy của dương châm. Bây giờ chúng ta nói đến thổ của thủ châm thì chúng ta sẽ chọn kinh đại trường, tâm tiêu, tiểu trường. Vì là thủ châm cho nên chúng ta có tâm bào, phế và tâm. Theo cách hai thì kinh đại trường chúng ta sẽ có tĩnh, vinh, du, nguyên và kinh. Tất cả đều trong thổ huyệt hết. Chúng ta sẽ chọn vì là thủ châm thành ra phải có một huyệt âm châm thuộc tĩnh. Chúng ta thấy tĩnh của kinh tâm bào nó chính là huyệt hành thổ, là hợp đi với kinh tiểu trường. Huyệt hợp của tiểu trường ở đây là tĩnh của tâm bào hành thổ, tĩnh kinh tâm đi với hợp kinh dương. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn du huyệt, phải không ạ? Phụ kinh. Mà ở đây chúng ta đang nói đến hai bộ thổ thủy thì như thế chúng ta sẽ thêm du huyệt của tâm bào và tiểu trường. Còn mấy cái anh kia giữ nguyên không đổi, không thêm gì hết. Thì đây là bộ thổ của thủ châm theo cách hai. Chúng ta nói đến bộ thủy của dương châm. Bộ thủy của dương châm thì chúng ta sẽ chọn kinh tiểu trường. Dương thì chúng ta có tâm tiêu, đại trường, vị, bằng quang, đẩm. Ở trên kinh tiểu trường thuộc hệ dương châm cho nên chúng ta có cái gì? Tĩnh, vinh, du, nguyên và kinh.
Hệ dương châm không có huyệt hợp, tất cả đều trên huyệt thủy hết. Chúng ta thấy thủy huyệt của kinh vị là huyệt vô. Chúng ta sẽ kiếm phụ kinh có vô, vì nó liên quan đến bộ thổ, cho nên thổ và thử có vô. Em vô huyệt ở đây thôi. Thì đây là 12 huyệt mà bộ thủy làm chủ kinh theo phát thai. Phụ kinh, thổ, thử, có vô. Quý vị càng lúc càng thấy rõ phải không? Bây giờ vấn đề là học thuộc các huyệt, cái hành của nó thật là nhuần nhuyễn. À, rồi bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng bộ thủy nằm ở trúc châm. Cái thổ thủ châm vẫn giữ nha quý vị, chúng ta chỉ đổi cái anh thủy của túc châm. Túc châm chúng ta có vị bàn quan đỡ vẫn giữ, bây giờ chỉ đổi cái anh thận, can và tỳ mà thôi. Chúng ta lấy bộ thủy túc châm, tức là lấy kinh thận làm chủ kinh, thì chúng ta sẽ có tĩnh vinh du kinh hợp. Tĩnh của kinh thận là tĩnh âm, chúng ta sẽ có thêm huyệt hợp của kinh vị. Tất cả đều châm thủy huyệt hết. Chúng ta sẽ chọn du huyệt phụ kinh có du, đó chính là thổ thử. Như vậy kinh tỳ thêm du và kinh đợm có du rồi. Ok, quý vị thấy không, đây là cái nét dương, cái nét túc châm mà bộ thủy chủ kinh theo cái thai có du. Phối hợp hai cái này lại thì chúng ta sẽ có bộ thủy, bộ thổ thủ châm đi với bộ thủy túc châm. Đứng lại chỗ này nha. Chúng ta lấy bộ thủy túc châm thì gồm có thận, can, tỳ, vị, bàng quang, đợm, đây là túc châm. Lấy thủy làm chủ kinh thì chúng ta sẽ có tĩnh vinh du kinh hợp, tất cả đều châm huyệt thành thủy hết. Đó, kế đến chúng ta sẽ chọn phụ kinh có du, mà đây nó liên quan đến bộ thổ, thành ra ở tại thổ và thử phải có du. Như thế thủy chủ kinh có du theo cái thai, nó sẽ phối hợp với phụ kinh có du, tức là thổ thử. Đó, thì đây là hệ túc châm, thì chúng ta thấy có tĩnh kinh âm thì đi với huyệt hợp của kinh dương. Thế thôi, đó không? Đi hơi nhanh thành ra quý vị ơi hơi ngạc nhiên. Mà bây giờ chúng ta đi tiếp bộ thủy của âm châm. Bộ thủy của âm châm thì bộ thổ của thủ châm coi như giữ nguyên. Bây giờ chúng ta chỉ đổi cái âm châm thôi. Đổi âm châm thì chúng ta đổi cái âm vị bằng quang và đợm, thay vào đó là tâm bào, phế và tâm. Nào bây giờ chúng ta thử xem, vẫn giữ thận làm chủ kinh thì tĩnh của kinh âm nó sẽ đi với huyệt hợp của kinh vị. Ở đây là âm châm, thành ra chúng ta có hai tĩnh kinh âm và hai hợp kinh dương. Tâm bào, phế và tâm đều lấy huyệt thủy, đều lấy hành thủy, đúng chưa? Thì chúng ta nhận thấy thủy huyệt của kinh phế chính là huyệt tĩnh nha. Thủy huyệt của kinh phế chính là huyệt tĩnh, thì nó sẽ đi với huyệt hợp của tâm tiêu. Tâm tiêu. Rồi như vậy chúng ta giải quyết xong hai tĩnh kinh âm, tĩnh dũng tuyền và tĩnh của thứ thường, tất cả đều châm cho thủy huyệt. Vì thổ thử là phụ kinh có du, cho nên tỳ có du và tâm cũng sẽ có du. Xong thì đây là cái hệ mà hai cái này gom lại, nó chính là thổ thủ châm đi với thủy của âm châm. Chúng ta đi tiếp luôn, coi nó xong. Tức là cái phần thủ châm coi như xong, thì chúng ta chỉ còn lại ba cái kinh: dương châm, túc châm
đi với âm châm. Thì bây giờ chúng ta nói đến thổ của dương châm, nó sẽ đi đến thủy của tốt châm, rồi tiếp theo chúng ta sẽ đi đến thủy của âm châm. Giờ chúng ta nói đến hai cái này trước, thổ của dương châm đi với thủy của tốt châm. Tại vì tuần sau nghĩ quý vị là đa, tôi đi luôn cái phần này cho nó dứt điểm, để rồi sau khi chúng ta nghỉ một tuần chúng ta trở lại, chúng ta sẽ đi vào 2:30. Hình như là tôi bỏ sót một bộ, hỏa rồi kim rồi gì đó, nhưng mà được rồi, nắm cái phần căn bản như vậy thì quý vị rất là rõ đúng không? Thì xong cái phần này chúng ta kỳ sau chúng ta sẽ đi tiếp cái phần 2:30. 2:30 nó dễ lắm quý vị, chỉ có thêm người thôi. Nào, bây giờ chúng ta nói đến thổ của dương châm. Thổ dương châm tức là chúng ta sẽ lấy kinh đại trường, tâm tiêu, tiểu trường, vị, bàn quan, bàn đạo. Dương châm, thổ, chúng ta sẽ có tấn, binh, du, nguyên kinh. Tất cả đều châm hành thổ hết. Thổ về cô đỡm làm vật vô đó. Nào, bây giờ chúng ta vì là dương châm cho nên không có việc hợp kinh dương. Tất cả đã xong, bây giờ chúng ta sẽ chọn phụ kinh có vô. Vì nó đi với thủy cho nên tiểu trường và vị có vô. Đó, thì đây là cái hệ của thổ dương châm. Thổ dương châm nó sẽ đi với thủy của túc châm. Thủy túc châm thì chúng ta sẽ thấy thận làm chủ kinh này, can, tỳ, vị, gì nữa, bàng quang và đờm. Đây là cái hệ túc châm. Thận làm chủ kinh, chúng ta có tỉnh, vinh, du, kinh, hợp. Tỉnh kinh âm nó sẽ đi đến huyệt hợp của kinh vị. Tất cả đều châm huyệt thành thủy. Vì đây là chủ kinh có du theo cách hai bộ thủy mà nó liên quan đến thổ, do đó chỉ thêm du huyệt của thổ thử. Thì đây là chọn bộ của 13 huyệt túc châm theo cách hai mà lấy thủy làm chủ kinh, phụ kinh thổ thử. Phối hợp hai cái này lại với nhau thì chúng ta có bộ thổ dương châm đi với bộ thủy của túc châm. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp cái phần bộ thổ, vẫn giữ bộ thổ dương châm mà đi với bộ thủy của âm châm. Chúng ta vẫn giữ cái phần bộ thổ của dương châm, bây giờ chỉ đổi qua bộ thủy của âm châm. Âm châm thì chúng ta thay đổi mấy cái kinh này thôi. Âm châm thì chúng ta có tâm bầu lạc, phế và tâm. Hệ âm châm chúng ta có hai tấn kinh âm và hai hợp kinh dương. Chúng ta có tấn của kinh thận, nó sẽ đi với việc hợp của kinh vị. Ở trên kinh phế có tấn, tức là huyệt thành thủy đó. Tất cả đều chân thủy huyệt thép cho quý vị. Thì tấn huyệt của kinh phế chính là huyệt thủy. Thì nó sẽ liên quan đến hợp của kinh tâm tiêu. Xong, vì là thận làm chủ kinh theo cách hai được phối hợp với thổ, thì như thế thổ và thử sẽ châm du huyệt. Xong, đây là 14 huyệt âm châm theo cách hai mà lấy thủy làm chủ kinh có vô, phụ kinh thổ thử. Rõ không? Rõ. Giờ còn hai nét nữa, tức là lấy thủy là dương châm, nó sẽ đi với thổ túc châm.
Thủy Dương Châm đi với Thổ Túc Châm. Chúng ta có hai hình thủy của Dương Châm. Thủy của Dương Châm thì chúng ta sẽ lấy kinh Tiểu Trường làm chủ kinh, tất cả đều lấy hệ Dương Châm, thì chúng ta sẽ có Tâm Tiêu, Đại Trường, Vị, Đồng Quang và Đỡm. Vì là thủy Dương Châm cho nên chúng ta sẽ có Tĩnh Vinh Du Nguyên Kinh. Hệ Dương Châm không có huyệt hợp, tất cả đều trong huyệt thủy hết. Vì là thủy đi với thổ cho nên thổ và thử là có thêm du huyệt. Tóm lại đây là bộ thủy Dương Châm theo cách hai mà lấy thổ thử làm phụ kinh có dù. Rõ chưa? Bây giờ nó sẽ đi tiếp với bộ thổ của Túc Châm. Bộ thổ Túc Châm thì chúng ta sẽ lấy kinh Tiền làm chủ kinh. Túc Châm thì chúng ta gồm có Can, Thận, Vị, Bàng Quang và Đẩm. Nào chúng ta sẽ tính kinh Tỳ gồm có Tĩnh Vinh Vô Kinh Hợp. Tĩnh của kinh Tỳ vì là hệ Túc Châm chúng ta phải có Tĩnh Kinh Âm Hợp Kinh Dương thì nó sẽ đi đến huyệt hợp của kinh Đẩm. Tất cả đều trong huyệt thổ. Nào bây giờ chúng ta thử xét xem phụ kinh Pháp Du là cái gì. Vì thổ đi với thủy cho nên ở trên kinh Thận và kinh Vị chúng ta thêm du huyệt xong. Một phần chót nữa tức là vẫn giữ thủy của Dương Châm, nó sẽ đi với huyệt thổ của Âm Châm, đúng không? Chúng ta vẫn giữ thủy của Dương Châm, chúng ta chỉ đổi gan thổ của Âm Châm mà thôi. Thì Âm Châm ở đây chúng ta có kinh Tâm Bào, Phế và Tâm. Thì Âm Châm chúng ta có kinh Tỳ Tĩnh của kinh Âm, nó sẽ đi đến huyệt hợp của kinh Đẩm. Tĩnh thổ của Tâm Bào nha, tất cả đều trong thổ về tết. Thì tĩnh thổ của Tâm Bào nó sẽ là huyệt đi với huyệt hợp của kinh Tiểu Trường. Tĩnh thứ năm đi với hợp của kinh Dương, tất cả đều trong thổ huyệt hết. Vì là đây là bộ thổ mà theo cách hai chủ kinh có du, chúng ta sẽ chọn hai phụ kinh có du mà ở đây nó đi với thủy cho nên kinh Thận có du và kinh Tâm Bào có du. Xong chưa? Còn hai nét nữa không quý vị? Hai nét đó là gì quý vị? Chúng ta sẽ lấy thủy của Túc Châm đi với thổ của Âm Châm. Tụi bồi nha. Thủy của Túc Châm, thủy của Túc Châm chúng ta sẽ lấy Thận, Can, Tỳ, Vị, Bàng Quang và Đẩm. Vì là hệ Túc Châm cho nên Thận, Tĩnh Vinh Vô Kinh Hợp, Tĩnh Kinh Âm nó sẽ đi với huyệt hợp của kinh Vị. Tất cả đều là thủy huyệt hết. Thủy đúng chưa? Vì là Thận là chủ kinh cách hai có du
nó sẽ phối hợp với phụ kinh có du nha. Mà ở đây thủy đi với thổ, cho nên du thì nó sẽ nằm ở tỳ và ở đẩm. Thì đây là 13 huyệt tốt chân mà lấy thủy làm chủ kinh cách hai, phối hợp với thổ và thử phụ kinh có du. Kế đến chúng ta sẽ nói đến cái bộ thổ của âm châm. Bộ thổ của âm châm thì chúng ta sẽ lấy kinh tỳ làm chủ kinh, tất cả đều là kinh âm, can, thận, tâm bào, phế và tâm. Ở trên kinh tỳ chúng ta sẽ có tĩnh, vinh, du, kinh, hợp. Vì là âm châm cho nên chúng ta có hai tĩnh kinh âm và hai hợp kinh dư. Tất cả đều lấy huyệt thổ. Nào, bây giờ chúng ta sẽ tính theo cái nét nào? Tĩnh của kinh tỳ nhé, nó sẽ đi với huyệt thận của kinh đẩm. Tĩnh gì nữa? Tĩnh của kinh nào nữa? Tĩnh của tâm bào, hành thổ đó. Thì như vậy là tĩnh của tâm bào nhé, thì nó sẽ đi với huyệt hợp của kinh tiểu trường. Phụ kinh có du, vì thổ đi với thủy, cho nên du huyệt nó sẽ nằm ở trên kinh tinh thận và kinh tâm bào. Thì đây là hệ túc châm, hệ âm châm, thổ làm chủ kinh có du, nó sẽ đi với phụ kinh thủy hỏa có du. Phối hợp hai cái này lại thì chúng ta sẽ có được thủy túc châm đi với thổ của âm châm. Bây giờ còn một chót nữa là thổ của túc châm, nó sẽ đi với thủy của âm châm. Tôi bôi hết nha quý vị. Nào, bây giờ chúng ta nói đến thổ của túc châm. Thổ của túc châm chúng ta có đầy can, thận, vị, bàng quang và đẩm. Vì là hệ túc châm cho nên kinh tỳ chúng ta có tĩnh, vinh, du, kinh và hợp. Tĩnh của kinh tỳ nó sẽ đi với huyệt hợp của kinh đẩm. Tất cả đều châm huyệt thổ hết. Chúng ta sẽ tính thêm du huyệt phụ kinh, vì thổ đi với thủy cho nên kinh thận có du và kinh vị có du. Thì đây là bộ túc châm, bộ thổ, nó sẽ kết hợp với lại bộ thủy của âm châm. Bộ thủy của âm châm thì chúng ta sẽ chọn kinh thận làm chủ kinh, tất cả đều lấy âm hết, tức là can, tỳ, tâm bào, phế và tâm. Tĩnh thận làm chủ kinh thì chúng ta sẽ có tĩnh, vinh, du, kinh, hợp, tất cả đều trong thủy huyệt hết. Chúng ta có tĩnh kinh tâm, tức là kinh thận, nó sẽ đi với huyệt hợp của kinh vị. Chúng ta có tĩnh của kinh phế, hành thủy, đây là tĩnh kinh tâm, nó sẽ đi với huyệt thở của kinh can, tâm tiêu. Đây là cách một, âm châm bộ thủy có du. Cách hai bộ thủy âm châm có du thì nó sẽ đi với phụ kinh có du mà nó đi đến bộ thổ, cho nên chúng ta có du huyệt của kinh tỳ và du huyệt của kinh tâm. Thì khi kết hợp hai cái này lại thì chúng ta sẽ có bộ thổ của túc châm đi với bộ thủy của âm châm. Đến đây chúng ta có thể chấm dứt, ngưng cái phần này. Có nghĩa là hai bộ tôi đi như vậy là khá kỹ.
nha. Thì tôi tin rằng đến đây thì quý vị nắm thật là vững, khi quý vị nắm vững hai bộ này rồi thì đi hai bộ rưỡi rất là dễ dàng quý vị. Nó nhiều lắm, đi hai bộ rưỡi nhiều lắm mà rất là hay, hay lắm thưa quý vị. Nó có rất nhiều nét mà tôi phải triển khai, chứ nếu mà không triển khai thì quý vị cũng sẽ bối rối về sau. Chúng ta nắm được cái quy luật của nó chúng ta thấy rất là dễ nha. Rồi bây giờ chúng ta ngưng ở đây, có ai có gì thắc mắc không? Không phải không? Rồi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi, xin kính chào. À, kính thưa quý vị và các bạn, bây giờ chúng ta đi vào phần thực hành. À, phần thực hành thì bây giờ chúng ta nói đến hai bộ thủy và thổ. À, chúng ta sẽ đi vào bộ thủy thủ châm trước, rồi lần lượt sẽ đi vào thổ của dương châm, thúc châm và âm châm nha quý vị. Đó, bây giờ chúng ta nói vấn đề bộ thủy thủ châm. Thủy thủ châm thì chúng ta sẽ lấy kinh tiểu trường làm chủ kinh. Chúng ta sẽ có tỉnh. Tiếp theo là Vinh. Tiếp theo nữa là Du. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ có Nguyên và Kinh. Nào, hai kinh dương còn lại, tức là Tam Tiêu và Đại Trường, chúng ta sẽ châm thủy huyệt. Thủy huyệt của Đại Trường là Vinh. Vì thủy đi với thổ cho nên thổ, tức là chúng ta có du huyệt. Bây giờ sẵn đây nói luôn kỳ kinh bát mạch nha. Kỳ kinh bát mạch thì chúng ta thấy tiểu trường đã có huyệt hậu khê rồi, tam tiêu không có du huyệt cho nên ngoại quan không xài. Kinh đại trường tuy có du nhưng không có huyệt kỳ kinh. Đến đây thì coi như là phần thủy của dương thủ xong. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần thủy của âm để của thủ nha. Chúng ta thấy thủy huyệt chúng ta sẽ có kinh phế, tấn tấn kinh âm nó sẽ đi với huyệt hợp của kinh dương. Rồi chúng ta còn là hai kinh nha, thì chúng ta thấy kinh đại lăng, kinh tâm bào, tức là có huyệt du thuộc hành thủy, rồi kinh tâm hành thủy chính là huyệt hợp. Rồi chúng ta sẽ có bộ thổ và thử là phụ kinh có du, như vậy chúng ta có thành môn. Kỳ kinh bát mạch thì chúng ta chỉ có đại lăng, như vậy là chúng ta thêm được nội quan mà thôi. Từ đây là bộ thủy của thủ châm theo cách hai mà lấy thổ thử phụ kinh có du. Bây giờ chúng ta nói đến bộ thủy xong rồi, thủ châm rồi, bây giờ nó sẽ đi đến bộ thổ của dương châm nha. Thổ dương châm thì chúng ta sẽ lấy kinh đại trường làm chủ kinh, chúng ta sẽ có tỉnh, vinh, du, nguyên và kinh. Bây giờ chúng ta sẽ kiếm hai thổ huyệt của hai kinh phụ này, thổ huyệt của tam tiêu là huyệt vinh, thổ huyệt của tiểu trường xong rồi tức là huyệt nguyên. Bây giờ chúng ta qua đến phần hệ dương, đây là dương châm thổ, thì chúng ta sẽ có bằng quang, thì thổ của nó chính là huyệt con lôn, à huyệt đúng rồi, con lôn nha. Ở trên kinh đẩm thì du huyệt của nó là thổ, tấn của kinh vị là thổ. Xét về kỳ kinh bát mạch thì chúng ta có huyệt thanh mạch và du huyệt thổ xong rồi nha. Thì đây là cái hệ bộ thổ của dương châm kết hợp với bộ thủy của thủ châm nha quý vị. Rồi bây giờ chúng ta nói đến bộ thổ của túc châm, bộ thủy của thủ châm rồi, bây giờ sẽ đi đến bộ thổ của túc châm. Bộ thổ của túc châm thì chúng ta sẽ có kinh tỳ, tức là tỉnh, thì chúng ta tỉnh kinh âm nó sẽ đi với huyệt hợp dương lăng quyền. Kế đến chúng ta sẽ có huyệt vinh. Kế đến nữa chúng ta sẽ có huyệt du. Tiếp nữa chúng ta sẽ có huyệt kinh. Và âm lăng tuyền là huyệt hợp của kinh tỳ. Hai kinh thận và kinh can sẽ kiếm thổ huyệt nha. Thổ huyệt của kinh thận chính là huyệt kinh.
thổ huyệt của kinh can nha, chính là huyệt vinh, vinh huyệt đó. Bây giờ chúng ta thấy thổ nó sẽ đi với thủy, thì như vậy thủy kinh thận nó sẽ là phụ kinh có du đó. Về kỳ kinh bát mạch thì chúng ta sẽ có huyệt chiếu hải, chúng ta có du huyệt của kinh kinh tỳ, thì chúng ta có huyệt công tôn kỳ kinh nha. Thì đây là phần túc, mà phần phần bộ bộ thổ dương cũng vừa do có dương thổ xong, thì như vậy đây là bộ thổ của túc châm. Nào bây giờ chúng ta nói đến bộ thổ của âm châm. Bộ thổ của âm châm thì chúng ta sẽ có lấy kinh tỳ rồi nha, tỳ can và thận, ba cái kinh nó có thổ. Từ giờ chúng ta chỉ kiếm ở âm thủ mà thôi. Thổ huyệt của kinh tâm bào chính là huyệt tĩnh, tĩnh kinh tâm nó sẽ đi với huyệt hợp của kinh dương đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có thổ huyệt, thổ huyệt của kinh tâm là du huyệt, thổ huyệt của kinh phế là huyệt hợp đó. Thì đây là sự phối hợp mà bộ thủy, bộ thủy thủ châm đi với bộ thổ của dương châm, bộ thủy thủ châm đi với bộ thổ của túc châm, bộ thủy thủ châm đi với bộ thổ của âm châm. Thì đây là phần trình bày mà thổ và thủy, thủy thủ châm là chính, nó sẽ kết hợp với thổ dương, thổ túc và thổ âm nha. Xin cảm ơn quý vị theo dõi, nếu như có gì thắc mắc thì xin cứ trực tiếp email cho tôi thảo_đặng5@yahoo.com. xin chân cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị và các bạn, bây giờ tôi xin trình bày bộ thổ thủ châm, nó sẽ kết hợp với bộ thủy của dương châm, thủy túc châm và thủy của âm châm. Nào bây giờ quý vị theo dõi nha quý vị. Bây giờ quý vị xét đến bộ thổ của thủ châm. Bộ thổ của thủ châm thì chúng ta sẽ có kinh đại trường làm chủ kinh, chúng ta có tĩnh, vinh, du, nguyên và kinh. Nào hai kinh còn lại chúng ta sẽ sử dụng thổ huyệt. Thổ huyệt của kinh tiểu trường là huyệt nguyên, thổ huyệt của kinh tam tiêu là huyệt vinh. Rồi bây giờ chúng ta nói đến kỳ kinh, thì thưa quý vị, ở đây chúng ta kết hợp với thủy hỏa nha, thì thổ đi với thủy hỏa, thủy đó, thổ và thủy, thì như vậy là kinh tiểu trường nó sẽ có du huyệt. Rồi thì kỳ kinh bát mạch nó chỉ có huyệt thổ khê mà thôi. Bây giờ chúng ta nói đến bộ thổ của âm châm bên tay bên này. Thổ âm châm thì chúng ta có tĩnh của kinh âm, tức là huyệt trung xung. Tĩnh kinh âm nó sẽ đi với huyệt hợp của kinh dương, chính là huyệt tiểu hải. Rồi bây giờ thổ huyệt của kinh tâm là huyệt du, thổ huyệt của kinh phế là huyệt hợp. Thì thổ nó sẽ đi với lại bộ thủy, thì như thế là chúng ta có du huyệt của kinh tâm bào nha. Thì ở đây kỳ kinh bát mạch do có huyệt đại lăng, chúng ta có huyệt nội quan. Rồi đến đây thì chúng ta thấy đây là bộ thủy thủ châm, bộ thổ thủ châm nha, bộ thổ thủ châm theo cách hai mà lấy thủy nha, thủy hỏa phụ kinh có du. Rồi bây giờ nó sẽ được kết hợp với bộ thủy của dương châm. Bộ thủy dương châm thì chúng ta sẽ lấy kinh tiểu trường, thì chúng ta sẽ có tĩnh, vinh, du có rồi, chúng ta sẽ có nguyên có rồi, chúng ta sẽ lấy quyệt kinh. Bây giờ hai kinh còn lại thì chúng ta sẽ lấy thủy huyệt, thủy huyệt của kinh tam tiêu là huyệt nguyên, rồi kinh đại trường coi như xong. Bây giờ ở ba kinh dương chúng ta sẽ có thủy huyệt, thủy huyệt của kinh bằng quang là huyệt tĩnh, thủy huyệt của kinh đởm là huyệt kinh, và thủy huyệt của kinh vị là huyệt du. Xét về kỳ kinh bát mạch thì chúng ta sẽ có huyệt thanh mạch, và chúng ta sẽ lấy bộ thổ thử
làm phụ kinh, thì như vậy chúng ta có thêm một kỳ kinh là huyệt túc lâm khớp. Nào, bây giờ ở đây là phần dương châm bộ thủy nha quý vị. À, dương châm bộ thủy xong rồi. Thì bây giờ chúng ta nói đến cái phần túc châm bộ thủy. Túc châm bộ thủy thì chúng ta lấy kinh thận làm chủ kinh. Thì chúng ta sẽ có huyệt tĩnh. Tĩnh kinh âm nó sẽ đi với huyệt hợp của kinh dương. Tiếp theo chúng ta sẽ có huyệt vinh, có huyệt du của kinh thận, sẽ có huyệt kinh của kinh thận và sẽ có huyệt hợp của kinh thận. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lấy thủy huyệt của kinh tỳ và kinh can. Kinh tỳ thì chúng ta sẽ có huyệt du là thủy. Kinh can, thủy huyệt của nó chính là huyệt kinh. Đó, chúng ta có kỳ kinh bát mạch thì chúng ta sẽ có huyệt thần mạch chiếu hải. Chúng ta có du huyệt của kinh tỳ, chúng ta sẽ có huyệt thần công tôn là huyệt kỳ kinh. Bây giờ thủy huyệt nha, thủy huyệt của phần dương chúng ta xong, do dương thủy chúng ta dẫn ra, chúng ta sẽ có chi âm cục lâm khớp, rồi hàm cốc, rồi dương phổ, rồi vân vân. Thì như vậy đây là bộ thủy của túc châm mà được kết hợp với lại bộ thổ thử du huyệt phủ kinh và kỳ kinh bát mạch luôn. Nào bây giờ chúng ta nói đến bộ thủy của âm châm. Bộ thủy của âm châm thì chúng ta vẫn lấy kinh thận làm chủ kinh, gồm có tĩnh vinh du kinh hợp, kinh tỳ thủy huyệt. Ok, kinh tỳ thủy huyệt. Ủa sao nó rớt đây không chị? Chưa dám thủy huyệt. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có ở túc chúng ta xong rồi. Bây giờ chúng ta qua thủy huyệt của thủ. Thủy huyệt của thủ thì chúng ta có huyệt tĩnh của kinh kinh phế. Tĩnh kinh âm nó sẽ đi với huyệt hợp của kinh dương là huyệt thiên tĩnh. Đó, rồi chúng ta sẽ có thủy huyệt của kinh tâm bào là huyệt du, thủy huyệt của kinh tâm là huyệt hợp. Như vậy là chúng ta đã xong. Chúng ta kết hợp phần kỳ này, tức là bộ thổ thủ châm đi với bộ thủy của dương châm, thổ thủ châm đi vô bộ thủy của túc châm, thổ thủ châm đi với bộ thủy của âm châm. Thì kính thưa quý vị, tôi đã trình bày xong. Nếu như có gì thắc mắc thì xin quý vị cứ email cho tôi Thảo _ Đặng Năm. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính thưa quý vị, qua bây giờ tôi xin trình bày tiếp cái phần mà dương châm làm trụ. Thì dương châm thổ nó sẽ kết hợp với túc châm thủy, rồi dương châm thổ nó sẽ kết hợp với âm châm thủy nha. Sau cái phần dương châm thổ thì nó sẽ chuyển qua là dương châm thủy nha quý vị. Nào bây giờ chúng ta bắt đầu dương châm thổ trước. Dương châm thổ thì chúng ta sẽ lấy kinh đại trường làm chủ kinh. Chúng ta sẽ có tĩnh, tiếp theo là vinh, tiếp theo nữa là du, tiếp theo nữa là nguyên, tiếp theo nữa là huyệt kinh. Nào, bây giờ chúng ta sẽ kiếm thổ huyệt của hai phụ kinh, kinh tiểu trường và kinh tâm tiêu. Thổ huyệt của kinh tâm tiêu là huyệt vinh, thổ huyệt của kinh tiểu trường là huyệt nguyên. Sẵn đây chúng ta tính kỳ kinh bát mạch luôn thưa quý vị. Bây giờ chúng ta thấy là bộ thổ chủ kinh nó sẽ đi với bộ thủy, như vậy là du huyệt của kinh thủy phải có, mà hậu khê chính là huyệt kỳ kinh quý vị. Rồi xong, bây giờ chúng ta dương châm bộ thổ, dương châm làm trụ nha. Ở đây thủ châm chúng ta không xài, bây giờ chúng ta sẽ xài dương châm. Dương châm của thổ thì chúng ta sẽ có kinh bằng quang, huyệt thổ của nó là huyệt côn lôn. Kinh đởm, huyệt thổ của nó là huyệt du. Thổ của kinh vị là huyệt tĩnh nha. Nào bây giờ chúng ta tính kỳ kinh thì chúng ta có thanh mạch ở đây. Rồi xong thưa quý vị, xong rồi phải không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ lấy vì nó sẽ đi với thủy hỏa nha, thì như vậy là chúng ta sẽ có du huyệt của kinh kinh vị. Rồi xong, bây giờ chúng ta nói đến bộ thủy của
đây là bộ thổ của Dương Châm, nó sẽ đi với bộ thủy của Túc Châm. Thủy Túc Châm thì chúng ta sẽ có tỉnh của kinh thận, kế đến là vinh của kinh thận, tiếp theo là du của kinh thận, tiếp theo nữa là huyệt kinh của kinh thận, và chót là chúng ta sẽ có huyệt hợp của kinh thận. Ok, tỉnh kinh âm tức là tỉnh kinh thận, nó sẽ đi với huyệt hợp của kinh vị. Nào, bây giờ chúng ta sẽ tiếp theo chúng ta sẽ kiếm thủy huyệt của hai kinh tỳ và kinh can. Thủy huyệt của kinh tỳ chúng ta sẽ có huyệt vinh, thủy huyệt của kinh can chúng ta sẽ có huyệt kinh nha. Rồi vì ở đây chúng ta lấy thổ thử làm phụ kinh có du, thì như vậy chúng ta sẽ có du huyệt của kinh tỳ. Sẵn đây chúng ta lấy chiếu hải là huyệt kỳ kinh, rồi huyệt công tôn do có du của thái bạch dẫn ra. Rồi đến đây là coi như là phần túc âm của thủy xong. Bây giờ chúng ta qua thủy dương. Thủy dương của bằng quang chính là huyệt tĩnh, đây là hệ túc châm quý vị đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy huyệt thủy của kinh đợm, chính là huyệt kinh. Rồi thủy huyệt tức là du huyệt của kinh vị xong rồi. Thì đây là bộ thủy thuộc túc châm, mà theo cách hai chúng ta sẽ lấy thổ thử làm phụ kinh có du. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp theo chúng ta sẽ lấy bộ thủy âm châm. Bộ thủy âm châm thì chúng ta sẽ có kinh thận rồi, nó sẽ đi tỉnh vinh du kinh hợp, tỉnh kinh âm đi với thuộc tâm lý kinh dương, rồi kinh tỳ kinh can có huyệt thủy. Rồi bây giờ trên tay chúng ta sẽ kiếm thủy huyệt không mà thôi. Thủy huyệt của kinh phế chính là huyệt tỉnh đó. Rồi kế đó tỉnh kinh âm nó sẽ đi với huyệt hợp của kinh dương. Tiếp theo chúng ta sẽ có thủy huyệt của kinh tâm bảo là đại lang, thủy huyệt của kinh tâm là huyệt hợp, phải không ạ? Rồi bây giờ chúng ta kiếm kỳ kinh. Kỳ kinh thì chúng ta thấy bộ thủy nó sẽ kết hợp với thổ thử, thì như vậy là thủy tức là huyệt đại lăng nó sẽ có huyệt nội quan, rồi thổ thử tức là kinh tâm nó sẽ có du huyệt. Thì thưa quý vị, thì đây là bộ thủy của âm châm mà được kết hợp với lệ bộ thổ của dương châm nha. Tôi đã trình bày xong. Thế thì nếu như quý vị mà cũng tương tự như vậy, thì quý vị chỉ việc đổi cái bộ thủy của dương châm nha, nó chuyển qua là bộ thổ của túc châm, bộ thổ của âm châm. Thì đó là cái cách mà mình chuyển biến. Thì tôi đã trình bày của phần lý thuyết rồi. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Nếu quý vị có gì thắc mắc thì xin cứ email cho Thảo underscore@yahoo.com. Xin chân thành cảm ơn quý vị.